bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Vậy thì bệnh đến với chúng ta là từ nghiệp sát sanh đúng không? Ăn thịt chúng sanh. Thì từ cái ăn thịt chúng sanh mà nghiệp quả bệnh hoạn đến. Nên Phật nói rằng là ăn chay phóng sanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Mà nếu như ăn thịt chúng sanh, đoạn mạng chúng sanh thì chúng ta bệnh hoạn và chết yểu. Gieo nhân thì gặp quả thôi. Nên chúng ta biết Phật pháp mình để ý đi. Những gia đình nào mà làm nghề sát sanh là không có tồn tại, chắc chắn luôn. Dù là có giàu trước mắt đó cũng không tồn tại. Cái gia đình nào mà ăn nhậu đồ này kia mà sát sanh đồ chó mèo đồ, quý vị thấy nhà đó có bình yên gì đâu. Có những người người ta vừa mới ăn nhậu sát sanh chó mèo đồ này kia đâu, tự nhiên nhậu xong là có chuyện gia đình liền tại chỗ. Dưới quê ngày xưa thấy để ý, có những người anh em bạn bè đến cái bắt con chó nhặn nước, bỏ vô cái bao nhặn nó xuống nước, và con mèo nhặn xuống nước, giết nó thê thảm lắm. Ăn nhậu xong có chuyện gia đình luôn, quýnh lộn chuyện này chuyện kia, đâm chém nhau, thấy không? Cái quả báo sát sanh nó ghê lắm. Vì mỗi một người chúng ta thương nhất là thân mạng, mà chư Phật Bồ Tát thì thương nhất là chúng sanh. Bây giờ mình mà sát sanh hại vật thì quả báo đến với mình. Mà ăn tổ thì nó là đau binh kiếp đến, dịch bệnh đến, là sát sanh mà ra. Sát sanh mà ra à. Nên mỗi một người ung thư, bệnh này bệnh kia, không có thuốc trị, mình phát tâm ăn chay trường đi, dừng cái nghiệp sát lên liền. Đó là thành tâm sám hối đó. Mình đi đầu này đầu kia mình sám hối, đầu này đầu kia mình cầu xin, mình quên đi ngay cái miệng mình là cái lò sát sanh. Nếu mình dừng lại cái nghiệp sát sanh đó là mình sám hối đó. Thế nhớ, dừng lại nghiệp sát sanh. Bây giờ với số lượng người này nè quý vị coi, mình lễ mấy ngày này mình đi vô chùa, nếu nguyên một cái vàng này mà không ăn chay niệm Phật mấy ngày nay mà nó đi ăn mặn thì kiếm nó ăn cỡ nào chưa? Hả? Bây giờ thí dụ như nói chùa mình mà bây giờ mà thí dụ như trong chùa mà ăn mặn không đi, mà nguyên cái vàng này vô đây mà mấy ngày nay mà đãi đồ ăn đi, ăn mặn quý vị biết có bao nhiêu con heo, con gà, con vịt chưa? Nhiều lắm á. Mà tung nguyên một cái vàng này đi ra ngoài ăn thịt thì cái mùa lễ này trời chắc nó cũng vớt gần nửa cái biển cá mà. Nó ăn dữ lắm, không phải giỡn đâu. Cua gà nó luộc vàng khè chấm muối nó ăn, rồi tôm hấp nước dừa nó lột rồi nó ăn, nó nhai ngút ngút à. Rồi mấy quán thịt chó cũng giết số chó nhiều lắm, nó ăn thịt chó nó nhậu dữ lắm à. Thịt trâu thịt bò quất tá lả âm binh. Con người mình á, cái bao tử của mình á, nó là cái nghĩa địa chôn nhiều sinh vật trong đó nhất, đúng không? Cái nghĩa địa chôn con người chỉ có loài người không, mà cái bao tử của mình cái nghĩa địa này kinh khủng thiệt, nó chôn không biết bao nhiêu muôn loài nằm trong đó, đúng không? Nên mình nhờ nghe đạo mà mình ăn chay trường, vì thấy Phật pháp hay ghê không? À, tự nhiên học Phật ăn chay trường à, thấy là có tâm từ bi rồi đó. Nên tất cả những người mà ung thư bệnh này bệnh kia mà đi đầu này núi kia để mà cầu xin, vì dừng cái miệng ăn thịt lại đi, đó là quý vị đại cầu xin Phật Bồ Tát đó à, không có giỡn đâu. Dừng cái nghiệp sát lại à, thì bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Mình nói tá lả bên thế nào cũng có chuyện, như bản thân như những người nói chuyện những đức thế nào cũng gặp chuyện à. Nói nhiều quá thì nói thế nào cũng dính, hiểu không? Vì thấy tất cả những vị giảng sư đa phần không dính cái môn này cũng dính môn kia à. Tại mình nói nhiều quá thì sớm muộn cũng dính nè à. Cái này tính trước đi, cõi này mà mình chưa phải là Phật Bồ Tát, mình nói sớm muộn cũng dính à.
Tại vì nói nhiều quá, thấy không? Dù mình nói Phật pháp mình hướng dẫn ta tu không thì nó chưa có gì đâu. Nhưng mà mình mà nói gì danh lợi, mình nói đụng chạm người này người kia là có ngày người ta chơi mình. Nên từ nơi đó nguyên lý nó là gì mình vẫn biết gì. Nhưng mà khi mình hứng lên mình nói mình đụng chạm với người ta, không giỡn đâu. Mình vẫn biết cái điều là đụng chạm với ta là không có tốt, nhưng mà mình nói đến lúc nó hứng là nó nói luôn á, dứt luôn, hiểu không? Đó, không có dừng được. Cái tâm con người mình là phàm phu, cái tâm Phật Bồ Tát thì khác. Phật Bồ Tát thì người ta quán cơ, người ta thuyết pháp, còn mình là gọi là nó là tùy tiện thuyết pháp. Nó rõ là tùy tiện thuyết pháp, ngồi nhìn xuống thấy đầu nào nói đầu nấy à. Hiểu chưa? Gọi là hớ đầu nào vớt đầu nấy, không tha. Rồi Phật Bồ Tát là nhìn thâm thẳm trong nội tâm của mỗi một con người từ nhiều đời nhiều kiếp, người ta tu cái gì nhân duyên thì sao là quán cơ thiết pháp, còn mình nó rõ ra là tùy tiện thiết pháp, không biết giống ôn gì chứ nói đại nó cả. Dính đầu nào thì dính cũng dính bòi. Hiểu không? Khéo thì nói được dính vài ba câu, có duyên thì người ta thích, thấy không? Mà hết duyên thì ta giữ. Nó là như vậy thôi. Cái cõi này nó vậy đó quý vị. Nên cái đặc biệt của mình là mình nghe Phật pháp mà mình ăn chay trường được là hay quá rồi. Thật sự quá hay. Người nào ở đây mà ăn chay trường nó bị đưa tay thử coi quý vị. Không nhận nhiều ghê hết ta. À rồi, để tay xuống đi. Nít ta còn ăn chay trường được nữa nào. À, ông hay ghê ha, nhiều người ăn chay trường ghê chưa. Đó. Nên từ nơi đó những người mà không đưa tay không biết ăn cái gì. Nên quý vị biết á, cứ tập đi. Quý vị mà ăn chay trường được là hay dữ lắm. Thật sự mà nói, trong vô lượng kiếp á, cái nghiệp sát sanh là cái đại tội. Nên Phật đưa cái giới không sát sanh là trọng giới đầu tiên đó chứ. Không sát sanh, rồi tới không trộm cắp. Tại vì cái của cải nó làm cực quá mà mình đang trộm cắp của người ta, trọng giới là tội nặng dữ lắm. Quý vị coi người ta làm ra tiền cực biết bao nhiêu mà nói chứ. Người ta cho mình không cho mình thì thôi, chứ mình ăn cắp ăn trộm của người ta, hoặc là mình lường gạt người ta mà lấy, cũng nằm vào trọng giới tội ăn trộm ăn cắp. Của cải người ta để hớ mà mình lấy, đó là trọng giới mà. Cái tội này nặng dữ lắm. Mà mình nhiều đời nhiều kiếp trong lục đạo luân hồi này mình cũng tạo trọng giới đó. Là mình cũng thái máy tay chân, thấy ai để gì hớ là mình chớp. Thì đời này người ta chớp lại của mình. Có khi mà đông quá trời đông mà sao ta không chớp người khác mà chớp mình. Đúng không? Nên cái câu những đức thường nói á, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Đi đến chỗ đông người mà mắc của cải, mắc rồi thôi đừng có nói nữa. Nói là coi chừng nó mắc nữa. Tại vì sao? Vì cái nợ vừa trả xong á, mà không để cho nó trả phước cho rồi đi, mà còn đi nói dòng do tâm quắc để tạo thêm nghiệp mới. Đó, nên rất là đông người, người ta mà cái số không mắc của, người ta có bỏ đó đi chăng nữa cũng có người lụm đem trả nữa. Còn mình là cái số mắc của, dù mình để trong túi nó cũng móc nó lấy. Đừng có chỉ để ngoài. Này là 100% luôn mà. Cái định luật nhân quả mình phải hiểu. Hiểu rồi mình vui mình trả dữ lắm. Thà mình trả cái nợ ở thế gian để mình tránh cái quả báo tam đồ, còn hơn là cái quả thế gian nhẹ không chịu trả, mà để chịu cái quả tam đồ thì khổ biết là bao. Nên mỗi một con người nhận thức được thì khi mắc của hay bị giật đồ hay bị giật của mình không có buồn. Buồn chi? Buồn người ta cũng có trả ra đâu buồn. Cái này tuy là cái nguyên lý thì mình nói vậy, nhưng mà con người thì phải buồn chút. Mắc của thì phải buồn, đúng không? Nhưng nghe rồi thì nó cũng đỡ buồn chút, nó đỡ nhiều dữ lắm. Tại vì nghe nó cởi mở tâm tư nên đỡ buồn. Chứ nó mà gặp mà ta châm dầu dầu lửa không hiểu á, đi chùa mà thấy không được cái gì ở đâu. Đi đến đó mà chưa gì hết cũng dường tâm bảo, của để hớ bị lấy
bà thấy nhà với hợp giờ ăn chơi nhậu nhẹt đó. Ăn cái ai mà lấy của tôi được mới sợ. Bà dạy thì ghê, cứ làm cực khổ ki cỡm đem đi chùa cúng dường. Trời ơi, tôi thấy mấy ông thầy mập lù, mấy bà nuôi mấy ổng giết mọc, nghe không? Người ta không tu ta nói vậy đó quý vị. Thấy trời ơi, nhìn thấy mơ mỡ mà mấy bà nuôi, nuôi mà không có được một cái gì hết chứ, thấy không? Và nuôi chi không biết nữa, nuôi chồng ở nhà mà còn được cái này cái kia, còn nuôi cái kia cho mập thấy mà không được một cái gì, không có dùng được cái gì hết, thấy không? Người trong cuộc mà lại hiểu, người trong cuộc mà nói là đúng, nuôi chồng thì nó cũng có lợ, có nhờ chút đỉnh, nhưng mà nuôi thầy cũng nhờ chứ, nhờ là ông thầy ông chia sẻ Phật pháp cho tôi nghe, tôi cởi mở tâm tư, không chỉ cho tôi con đường giải thoát. Có nhiều người cái quan niệm người ta nghĩ rằng thầy tu là giống như vô dụng đó, không làm được cái gì. Vì thấy những đứa có vô dụng không, làm quá trời chuyện luôn, làm bằng gấp 100 người chưa bằng những đứa làm, chứ nói thiệt chứ đừng nói một hai người, rõ ràng chưa? Ví dụ như giờ nếu mà ba ngày nay mà những đứa không tổ chức cho vị tu, làm sao vị về đây? Vị tu đông dữ à, ba ngày liên tục luôn nói chuyện giỡn hả trời. Từ bên chùa mới hôm qua tới bữa nay, mình thấy không, cho bao nhiêu con người, người ta có cái cơ hội với cái tâm người ta hướng về Tam Bảo, người ta có cơ hội hướng về Tam Bảo. Còn những người ta không hướng về Tam Bảo, người ta đi đâu chơi kể người ta. Còn những người ta muốn hướng về Tam Bảo mà không có những ngôi Tam Bảo gì, chỗ đâu người ta hướng đây đó, chỗ đâu mà hướng đây. Nên á, có khi á, thầy tu thì tùy mỗi thầy tu, cũng có những thầy tu tốt như làm quan á, cũng có những quan tốt, có những quan mà tham ô, chứ không phải quan nào cũng tham ô hết đâu. Nếu mà quan nào cũng tham ô hết trơn thì chính sách này sao, thì cái người dân sẽ như thế nào? Đất nước mà tồn tại là còn quan thanh liêm đó quý vị. Còn nếu như đất nước mình mà không còn quan thanh liêm là tiêu. Cái đạo pháp đó là còn bậc chân tu đó, nên còn đạo pháp đó. Nếu mà không còn bậc chân tu là diệt pháp rồi đó. Cái này là 100% luôn đó quý vị. Đó. Nên cái cõi đời này nè, mà quả địa cầu này còn tồn tại nè, là ngay chỗ là còn người thiện. Nếu như mà không còn người thiện đó, thì cái quả địa cầu này diệt, diệt vong đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta phải nghĩ cho kỹ, là nhờ cái tâm thiện nó nuôi lại cái quả địa cầu cho nó tốt lại, nó hồi phục bệnh lại. Nên con người chúng ta khi bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, quý vị nhớ nha, mà tâm địa mình thiện, con người mình vẫn sống bình thường. Đây là 100% chính bản thân những đức mấy ngày nay bị đau nhưng sống, quý vị thấy cái trạng thái những đức quý vị thấy nó có thay đổi không? Nó thay đổi đâu đó. Những đức quý vị thấy có thay đổi không? Mà nhưng mà đau sống lắm á nghe. Những đức nằm xuống, khi những đức ngồi gì không được, nó đau, tự nhiên đau thấy ghê chứ sao. Giống hệt như mà 3-4 năm về trước mà cái lúc lại Quan Âm Bồ Tát, mày nhớ không? Những đức nói đó. Đó, nhưng mà cái nhìn cái tâm lực những đức nó phát ra, cái tướng quý vị thấy những đức không có giống người bệnh. Đó là rõ ràng tại quý vị cứ học gì đi. Bệnh thân bệnh ai cũng có bệnh. Nhưng mà cái tâm lực con người mình nó phải làm sao duy trì được á. Tại vì mình biết cái cõi đời vô thường, thân người giả tạm. Cái này là cái bình thường thôi. Chúng ta cần gì phải nặng nề chứ. Nó nếu như mấy ngày nay mà những đức đi tìm bác sĩ, có chừng những đức nằm luôn. Cái nằm của những đức là ngay bác sĩ nó nói, nó theo cái quy tắc của y khoa người ta chỉ điểm ra, ta nhìn thấy à nó như vậy như vậy. Nhưng trong cái thân bệnh của mình nó có một cái mặt tâm linh mà người ta không nhìn ra được cái mặt tâm linh đó đâu. Quý vị phải biết rằng theo khoa học thì người ta có thể nhìn được cái thân thể và cơ thể của người về chiều hướng sao sao, nó như thế nào. Nhưng mà về cái mặt tâm linh thì khoa học không có đoán được về mặt tâm linh. Vì mặt tâm linh nó có chỗ xoay chuyển, nó xoay chuyển. Phải nhớ rõ ràng là về cái mặt tâm linh nó có thể xoay chuyển cả càng khôn, chứ đừng nói chi bản thân của mình. Nên cơ thể bệnh hoạn mà dùng cái mặt tâm linh về thiện tâm, về vui vẻ, về quan hệ, về thiện tâm với mọi người, vì nghĩ lợi ích cho người, thì cái bệnh đau quý vị nó có thể xoay chuyển được. Xoay chuyển đó chứ dẫn đâu. Đó. Ví dụ như bây giờ sinh sống mình đau quá, là bác sĩ ta nói phải thầy phải nghỉ ngơi, thầy phải nằm nghỉ ngơi chứ thầy không được ngồi nhiều, đúng không? Thì mấy ngày nay vậy thì sao ngồi?
kêu vậy là nghĩ ra đây nói chuyện Phật pháp mình, thầy đâu có cho ngồi, hiểu không? Nhưng mà mình vẫn ra ngồi thì bữa nay vẫn là bữa thứ ba rồi, cũng sắp sửa xong chuyện rồi đó, hiểu không? Là thấy chương trình mình đưa lên 3 ngày thì buổi này rồi chiều buổi nữa là chúng ta thấy cái chương trình tu 3 ngày tu của chúng ta là viên mãn, thấy chưa? Vậy thì quý vị thấy rằng là con người chúng ta thành công, cái tâm quyết nó cực kỳ cao. Quý vị nhớ nè, cái sự hỗ trợ của mỗi một con người đến với mình nó chỉ chiếm ưu thế chúng ta cho nó 40%. Cái quyết tâm của cái thành công là do con người mình quyết chí 60%. Nhớ nghe, 60% là quyết chí đó. Nên những đức thường nói rằng sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Mình đã chọn lựa rồi là mình cố gắng. Ví dụ như giờ những đức chọn lựa cho quý vị là 3 ngày tu là chọn lựa rồi. Chọn lựa là đưa lên quy trình tu 3 ngày thì những đức cố gắng là thành công liền. Mà trong lòng mình thấy vui nghe. Vui khi mình làm được những việc gì nghe, thì mình thấy mình thích thú mình làm liền vậy đó. Nên tại sao mình thấy có những người người ta làm không biết mệt. Thí dụ như trong chùa mình đi, họ làm việc cả ngày hoằng quặc họ làm. Nhưng đức hỏi các cô, hỏi các cô là có mệt không? Các cô nói không mệt. Những đức nói mình dùng câu này hay hơn nữa nè, có mệt nhưng mà vui. Chứ sao mà cơ thể làm mà không mệt? Có mệt nhưng mà vui. Giống như quý vị về đây ngồi nghe pháp đồ này kia đó, quý vị thấy mệt không? Ngồi á, đông người nó cũng nóng nực rồi, thời gian ngủ nghỉ của mình nó cũng bị hạn chế, cơ thể đang bị thay đổi. Tuy nó có mệt nhưng mà vui. Vui mà, thấy không? Tuy quý vị mệt nhưng mà quý vị đẹp. Hiểu chưa? Mệt mà lại đẹp, ngộ ghê, kỳ cục gì đó. Không có xấu. Nó không có xấu. Nên từ nơi đó, tại vì nó vui nên nó không có xấu. Chứ nếu mà nó mệt mà nó buồn luôn là nó xấu á. Nó mệt rồi nó buồn, nó xấu. Bây giờ mỗi bà ngồi đây mà buồn, mấy bà buồn sao nhà đức thuyết pháp? Buồn lắm có cửa vô thuyết pháp chứ nghe. Ví dụ như bây giờ mình nói chuyện trên đây mà mấy bà ngồi với mấy bà hớn hở mặt mày vui vẻ thì mình nói chuyện được. Chứ mình mà thuyết pháp ở trên đây mà mấy bà ngồi dưới mà làm khi nó nghỉ đi nó hoài mệt cái gì thì kiểu này thôi sẽ chào tôi đi vô ngồi ở đây chứ tôi nghĩ có chuyện quá, thấy không? Vỏ đâu bay tứ tung. Mà người ta là do hưng khởi, người ta vui, nên mình ở trong một cái hội chúng mà vui á là mình sẽ được ké cái niềm vui, ké cái niềm vui đó nghe. Nên tất cả những con người buồn và bế tắc chán nản đều quý vị cái vô cái hội chúng vui, quý vị chỉ cần kiên nhẫn ngồi, phải nói là kiên nhẫn đó, tại vì họ không có vui mà họ thấy bị vui họ bực lắm, nó lạ vậy mà. Họ đâu có vui, họ đâu có cái tần số này đâu vui. Họ ngồi trong đó họ phải kiên nhẫn một chút họ mới vui. Chứ họ mà không kiên nhẫn là họ đứng lên hoặc mới bực cái là đi ra liền. Trong lòng họ tức á, họ nói vậy nè, cười cái gì đâu mà không có thấy cái gì mắc cười hết trơn mà cười. Bị cái gì á. Nó tức quý vị ơi, nó không có cười. Nó không có cười, nó thấy mình cười nó tức. Họ đâu có an lạc với mình. Thì thấy mình an lạc nó tức dữ lắm. Có mà. Ví dụ như vậy đi, nhà mình ngày nào cũng 2 vợ chồng với con cái cười suốt vui vẻ, cái nhà kế bên nó đâu có cười. Tức. Nó chăm thọt. Nó nói cái nhà đó khùng. Vợ chồng con cái nó cười hoài. Ba trợn cái gì nó cười tối ngày, không biết nó làm cái gì mà cười hoài. Bên đây tôi làm gần chết luôn, cực khổ mà không thấy cười, bên đó nó cười hoài. Vô duyên. Ta cười mà cũng tức. Tức thì cười theo đi. Mà không cười. Không thì cười theo. Thì thấy không?
mà những đức nói bình thường quý vị thấy mắc cười không? Ngộ ghê á, hiểu không? Nói bình thường cũng mắc cười nữa đó. Nói đó là nó chuyển cái tâm mình đó. Và nó những con người mà người ta buồn, người ta bực, người ta nói sao thầy nói dính ngay mình không có chợ. Có những người người ta đủ thiện căn khi nói chúng người ta quay đầu. Mà có những người ta không đủ thiện căn mà nói chúng ngay người ta nói mình chọt người ta. Ông thầy này nói chọt tôi không à. Bực mình tôi ghét ông thầy này, chọt ngay tôi. Ngộ vậy đó, nếu mà có thiện căn thì nói rằng ông thầy này nói hay nha. Nói sao bốc ngay tâm mình luôn á, ngộ ghê á. Chắc mình sửa lại quá à. Chắc cái dịp nào mình vô đó mình ngồi gần mấy bà này thử. Đúng không? Cười ké. Ban đầu mình cũng cười ké cơ cơ vậy đó. Thấy bà vỗ tay vỗ theo đại cười. Cười đại theo mấy bà nhìn mình nói xong này cười thứ ghê chạo. Nó tao bà tôi chưa có quen cười được như mấy bà. Tôi ké. Tôi cười hơi vô duyên chút không cả. Cười ké. Cười chút rồi tôi cười thiệt cho tôi nghe thầy nói cười chút, cười thiệt. Nên tôi thấy cười quá tôi cười theo. Mà tôi chưa có phát từ tâm nên tôi cười kỳ lắm. Nó, mấy bà thông cảm nghe. Từ từ á, nó cười thiệt nha quý vị. Thí dụ như có những người bị ngồi trong đây rõ ràng mà hồi đó bị lấy chồng, có những người bị chưa có thương chồng. Có những người bị lấy mà bị không có thương đâu. Người thương không lấy mà lấy người không thương. Cái duyên cái nợ nó đặc kỳ lắm. Đúng không? Có trong đây có nghe. Có. Đúng không? Thà luôn có không? Lấy cái người không thương đúng không? Nhưng mà sống với từ mình thương đúng không? Ban đầu giống như mình miễn cưỡng thương vậy. Mình cũng chịu đựng lắm á. Thấy người mình không có thương mình chịu đựng chứ. Mà mình chịu đựng giết thì mình chịu thiệt luôn. Mình thương, giết từ từ mình thương đó quý vị. Đó, 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 đó. Vậy thì ban đầu là cười giả mà cười giết thành cười thiệt á. Nên cái người về chùa mình á, dù quý vị có giả tu giết quý vị cũng tu thật. À, nó cảm hóa quý vị luôn, thật tu luôn á. Đó, tại vì sao? Vì cái tình người ở chùa mình nó dày quá. Vì về đây thấy cái đại gia đình này nó gần gũi quá. Hiểu không? Nó đơn giản, nó bình dị quá mà. Mà quý vị thấy quý thầy trong chùa mình cũng nó thầy nào cũng mắc cười đó. Duyên thì có duyên nhiều, duyên ít. Nhưng mà mỗi ông thầy ông làm quý vị thấy tội nghiệp. Ông cũng cố gắng phát cái duyên. Nhưng mà quý vị có khi bị ngồi vì thấy bị cũng thấy nó hơi đơ. Thấy nó tội nghiệp mà mình cố gắng mình cũng. Không, mỗi cái duyên nó ngộ vậy. Ví dụ như quý vị duyên những đứa nó dày quá. Thì quý vị mà khi nghe những đứa nó chuyện bị cười thật từ tâm đó. Nhưng mà có những người ta làm bị cười quý vị cũng thấy tội nghiệp quá. Quý vị cũng cười theo mà nó cười ngộ lắm. À, hoặc là nó méo bên à, tại vì nó chưa có thật lòng. Nó chưa có phải giúp cho mình phát cái tâm đó thật sự. Vì cái duyên đó nó chưa có phải thật sự là nó đặt vào tâm mình để phát ra. Hiểu không? Nhưng mà mình thấy tội nghiệp quá. Vì người ta cũng hết lòng. À, cũng vì cái tâm tội nghiệp đó mà người ta phát duyên đó. Tại vì người ta cố gắng người ta làm cho mình vui mà. Thì từ nơi đó mình thấy tội nghiệp quá. Thấy không? Đó, cái việc ở trong chùa mình là quý vị thấy rõ ràng. Quý thầy, quý chú, ai cũng là người có cái tâm đó chứ. Họ nhiệt tình lắm. Ví dụ như có những người người ta nói được, người ta nói. Nhưng có những người người ta nói không được, người ta cười cho quý vị. Người ta làm cho quý vị cười, thấy chưa? Mình thấy gì mà mình tội nghiệp. Nó công nhận mấy thầy trong chùa này công nhận nhiệt tình thiệt. Không nói được thì thôi chứ không có biết nói mà văn hoa. Nói những lời mà gọi là đường mặt. Nói những lời mà múa rìu ở mắt thợ. Không biết nói gì mà cười. Cười đã chết. Cười không có tội. 100% cười không có tội. Dù là cười có duyên hay không có duyên cũng không có tội. Mà nói tầm bậy là có tội. Mình đã không nói được mà đi nói tầm bậy là có tội. Thà mình cười đẩy còn hay hơn. Không, cái pháp niệm Phật này nó hay lắm nghe quý vị. Một là quý vị nói được, còn hai là quý vị cười, ba là quý vị cứ niệm Phật đi. Là mấy cái đó nó không có tội chút nào. Chứ đừng có nên miệng cưỡng với tầm bậy. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như ông thầy Nhân Ngôn đồ cũng tội nghiệp chứ. Ông lên ông cũng làm mắc cười chứ quý vị. Hiểu không? Ông nói cái gì câu quý vị nghe mắc cười lắm. Đúng không? Nó nghe ông nói thiệt thà tội nghiệp.
nghe là mắc cười liền rồi đúng không? Nó, thì quý vị thấy không, nó có cùng một khung sinh ra, không khác chút nào vậy. Nó, rồi thầy những ăn nữa gì, quý vị thấy quê quê lúa lúa thôi không? Thì những đức sao nó sanh ra vậy thôi, hiểu không? Chứ những đức có tướng tá gì ngon lành đâu, thì cũng lúa, hiểu không? Nhưng mà thật sự mà nói đừng có chê lúa, không có lúa lấy gì có gạo cho mình ăn. Hiểu không? Nên những đức nói nghe, con người bây giờ người ta dùng văn tự nó không có hiểu, không có hiểu, người ta lại chê hai lúa. Trong cái thời đại phát triển nào đi chăng nữa cũng phải dùng gạo, nhớ không? Không có gạo để chê là mình nói mình phải đúng ra là mình phải tăng bóc hai lúa. Tại vì mình tăng bóc hai lúa để cho nó làm ruộng, cho nó bỏ ruộng gãy hết trơn là mình toi mạng, thấy không? Nó nên mình có thể phát triển về cái mặt kinh tế khác, nhưng mà phải cần phát triển về mặt nông nghiệp. Vì mặt nông nghiệp mà nếu mà không phát triển, lỡ có gì lấy đâu ăn? Tiền có ăn được không? Vàng không ăn được, kim cương cũng không nuốt được. Tuy là cái viên kim cương mà thấy mình mê vậy đó, mà nuốt vô bụng là chết. Nhưng gạo vậy mà ăn no. Thôi giờ nó cười vậy, nó cũng quá đau cái lưng quá trời luôn, mắc cười quá. Không, mình nói nhiều cái cho nó mắc cười thì quý vị, mà nó đúng nha quý vị. Ngộ ghê, thấy không? Đó nên quý vị đừng có chơi hai lúa nghe, thấy không? Lỡ mình lấy nhầm thằng người chồng mà nó quê quê, tội nghiệp nó. Nó mà quê là nó là của mình, mà nó nó đào giống nó mà quá sang trọng, có chừng nó hướng đến người khác, hiểu không? Nên á, nên từ đó mình đừng có giờ chơi hai lúa nghe. Nó thí dụ như thà vì gì đấy, vì thấy mấy ông thầy chùa mình, vì thấy tội nghiệp, vì có cho tiền mấy ông cũng không lấy nữa. Cái này là cái đặc biệt lạ kỳ, cũng như mấy ông khác mà bóng bóng lụm thịt nhách, đưa nhiều lấy hết trơn nhiều. Hiểu thấy không, có những người chưa đưa họ đứng đưa tay trước rồi, hiểu không? Có không? Có mà. Không, những đức nói đây là nói cho vị thấy nhận thức sâu sắc luôn. Riêng mấy thầy trong chùa mình, mấy ông có xin tiền vị đâu, mà quý vị có cho tiền mấy cô mấy chú mà nó không lấy nữa. Cái này là cái lạ trong cái thời cuộc này mà ngộ ghê ở đâu mà nó có một cái dạng người này ngộ với chợ, hiểu không? Sao mà luyện ra cái dạng người này kinh khủng. Vị biết rằng chính hòa thượng mình ngày nói những đức một câu này nè, sao mà ông luyện ra cái dạng này ngộ quá. Tôi không có thấy cái dạng người nào mà nó kỳ cục gì. Đứa nào cho tiền nó không lấy. Nên thí dụ như bên những quan đồ bên chùa mới đồ này, cái điếm tiền đưa vào thượng riu riu à, cắt cũng không lấy nữa. Thượng cho không lấy nữa. Nói dạ thầy lo cho con hết trơn, con có cơm ăn áo bận tu được. Nói câu gì dễ thương, thượng nói công nhận cái thằng này nó dễ thương ghê. Thượng nói rõ ràng, mà thượng nói là cái này nó không có học hành gì mà sao mấy này nó ngộ ghê. Được á, mấy này được. Mà thượng nói được. Nó nên từ nơi đó quý vị về đây vị thấy rõ ràng luôn. Mà từ mỗi bên chùa, chùa nào cũng vậy, ngộ ngộ vậy đó, thấy không? Nó nghĩa là lên là dù như bên kia chùa mới Nhận Thịnh đồ này kia còn thấy bóng bẩy hơn mấy ông bên chùa mình. Mấy ông bên mình là mấy ông lúa thiệt, lúa gạt luôn á, hiểu không? Nhận đức cũng lúa, nhưng mà những đứa khôn hơn, lanh hơn, hiểu quý vị? Khôn lanh, biết cháo chở á, nên quý vị mới thương những đứa. Quý vị biết rằng á, cái người mình thiệt quá có khi mình cũng không thương người ta được. Ví dụ như một người nữ đó đi, họ rất là đẹp, nhưng mà họ khéo một chút nữa thì càng dễ thương. Họ đẹp rồi mà họ khéo á, họ đến gần mình, họ biết nói chuyện một chút á, thì mình thương dữ lắm nha. Mà nếu mà nó đẹp rồi mà nó không biết nói, nó nói sẵn vậy đó, nó buông ra cái mình hỏi có thương anh không, thương xong thương mình nghe mình hết hồn, đúng không?
nó, hoặc là nói chuyện thẳng, ví dụ như mà đúng ra là đưa miếng đồ ăn thì cũng có ngon gì mấy, nhưng mà nói dạ ngon này kia, đồ cũng vui lòng mình đúng không, mà nó nói đồ ăn dở ẹt, mà thấy nó sao nhỏ nó kỳ cục, nó chuyện thẳng mà nó thẳng mà thẳng kỳ quá biết không. Thì tự dù nó đẹp nhưng mà cái giảm cái sự thương yêu lại, hiểu chưa? Đó, thí dụ như những đức cũng thiệt, nhưng mà những đức lại khéo, những đức lanh đó chứ không phải khờ đâu. Quý vị thấy những đức có khờ không? Sao mà khờ, khờ sao mà lấy lòng được quý vị nhiều dữ vậy? Cái này là nói thật lòng, là những đức lấy lòng được quý vị đó, chứ không phải giỡn chơi đâu nghe. Khắp nơi nơi mà người ta về, người ta gặp những đức là những đức dùng cái miệng lấy lòng người ta được đó, mà lấy lòng mà làm thiệt. Cái này là cái quan trọng, những đức làm thiệt, những đức còn biết nói chuyện nữa, những đức nói ngọt được, những đức nói sẵn được mọi lúc mọi nơi, nên làm cho người ta cười được. Cái này là cái quan trọng. Hiểu chưa? Nên mình thí dụ đi, mình là một người nữ đi, một người đàn ông họ khéo léo họ làm cho mình vui đi, dù mình biết rằng nó hơi giả giả một chút đó, nhưng mà mình vẫn thấy thích. Thật sự mà nói, hơi giả giả một chút mình vẫn thấy thích. Thôi cái giả họ là cái khéo phương tiện á, làm cho mình thích, chứ không có giỡn đâu. Còn nó sẵn thẳng thẳng mình thấy kỳ cục. Nên nhiều người ta nói ti đẹp mà sao vô duyên quá. Đó, thấy không? Chỉ cần người ta nói mình vô duyên cái là mình mắc số, mắc điểm. Nó thí dụ như mình được 10 điểm, nhưng mà nếu mà người ta nói mình vô duyên là mình sẽ mắc hết 6 điểm. Thấy chưa? Mắc 6 điểm liền đó. Nó nên mỗi một con người mình, cái duyên là cái cực kỳ quan trọng luôn. Nó cái duyên là rất quan trọng. Nên Phật mới nói rằng là trí tuệ là quan trọng. Nè, ở ngoài trước cổng chùa có 4 chữ đó, di tuệ thị nghiệp. 4 chữ đó thấy không? Mà trường Phật học cũng thường để 4 chữ đó ra. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của loài người. Di tuệ thị nghiệp mà, thấy không? Trí tuệ là quan trọng. Thí dụ như mình có trí tuệ, mình sẽ quan sát tất cả sự việc trong nhân sinh này được. Mình sẽ nhìn nhận được mọi căn tính con người để mà mình phù hợp với họ. Còn nếu như mình thiếu trí tuệ là mình không có phù hợp được với họ đâu. Mà nếu thiếu pháp, mà nếu không có trí tuệ thì sao mà nói phù hợp được? Sao mà người ta nghe? Nghĩa là mỗi một căn tính người ta ngồi nghe được là nó phải phù hợp. Đó, mỗi một căn tính nghe được là phải phù hợp. Thí dụ như cái thời cuộc bệnh hoạn này kia đồ, nó đến thì cái bài học tập của mình rõ ràng. Trong nhà Phật dùng phương pháp nào để hóa giải bệnh? Nếu như quý vị mà ăn chay trường được đó nghe, Ấn Tổ ngày nói câu nói này nè: muốn cho thế giới hòa bình, từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Đào binh kiếp, từ sát sanh mà ra. Dịch bệnh, từ sát sanh mà ra. Quý vị nhìn nó na ná lắm nha. Thí dụ trong cái cuộc đời quý vị, có một con gà nó bị bệnh, quý vị đem con gà đó, quý vị đi giết nó để đừng lây những con gà khác. Thì lạ thay, một ngày nào quý vị sẽ nhìn thấy bản thân quý vị nó cũng không khác gì con gà. Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ đi, rồi quý vị sẽ thấy ra cái nhân cái quả mà trong nhà Phật dạy nó sâu sắc vô cùng. Tại vì con người ta có khi không chịu để ý quý vị. Vì sao người ta không chịu để ý? Vì người ta không muốn để ý. Vì người ta nói để ý tới những sự việc này thì ngưng lại cuộc chơi của người ta. Nên người ta không để ý những việc đó làm cái gì. Nếu để ý tới là bà đi học Phật thì ngưng lại cuộc chơi, ngưng lại ăn nhậu, ngưng lại sát sanh. Gà luộc ngon mà, gà quay ngon mà. Bây giờ nói tới chuyện ăn chay là ngưng lại cái chuyện ăn thịt chúng sanh ngon lành. Thì người ta không chịu, không muốn để ý tới điều đó làm cái gì. Hiểu không? Nhưng mà những đức mà là người ngày xưa thợ nấu, mà những đức cũng ăn nhiều loài vặt ngon lắm chứ giỡn đâu. Nhưng mà từ khi ăn chay tới bây giờ, quý vị biết những đức không thể nào mà thèm đồ ăn mặn được. Vì sao? Những đức thấy thích ăn chay vô cùng. À, này là nói 100% luôn. Chứ đâu phải là những đức là người ăn chay từ nhỏ đâu quý vị. Mà là những đức ăn chay từ lúc mà gặp Phật Pháp, là năm đó chắc khoảng gần 29 tuổi. Là những đức đang nấu đồ ăn mặn, nhưng mà những đức nghe Phật Pháp, những đức ăn chay trường luôn. Trong cái môi trường nấu đồ ăn mặn luôn.
Mà Những Đức ăn chay luôn tới bây giờ là mười mấy năm giờ đó. Mà càng ăn chay thì Những Đức thấy công nhận là ăn chay đặc biệt thiệt. Tại vì nó nuôi dưỡng một cái tâm từ bi làm sao á. Cái này là 100% luôn, khi ăn chay rồi mình mới biết rằng ăn chay là sạch. Quý vị biết rằng Những Đức là thợ nấu này, Những Đức biết á, thịt heo đồ bây giờ. Và thịt heo mà của năm xưa mà heo cỏ dưới quê mà thả ngoài đồng là nó khác hoàn toàn. Ngày xưa mình còn nhỏ nhỏ, mẹ mình mua thịt heo gì? Cái thịt heo ngày xưa da rất là mỏng, mà thịt ba gọi rồi thịt nó rất là chắc nghe quý vị, rất là cứng. Nhưng mà sau này thịt heo á, là quý vị biết á, mua thịt heo gì, thịt heo ở trong nó có những cục máu, máu nhỏ nhỏ nhỏ. Mà nó thịt nó là nó mềm mà giống như thịt sình vậy đó quý vị. Phập phìu. Vì sao quý vị biết không? Tất cả những con heo đó là nó chích kích thích cho con heo này rất mau lớn. Thí dụ như con người nó có sức sinh trưởng tự nhiên của thời gian. Thí dụ như con người, người ta trong vòng 10 năm người ta sẽ được lớn bao nhiêu, thì nó theo quy tắc của thời gian để theo sự sinh trưởng đó, theo tự nhiên. Còn cái này người ta có thể dùng một năm chờ để sức lớn của cái con heo này bằng với con heo nuôi một năm. Thì vì có thịt con heo sao? Thịt con heo này sao? Như con gà người ta nuôi 5 tháng, 6 tháng người ta mới ăn được. Còn bây giờ người ta nuôi 1 tháng người ta có thể ăn con gà này được. Thì quý vị nghĩ con gà này sẽ như thế nào? Thì bây giờ rõ ràng Phật đã nói trong kinh là ăn đắng uống độc. Ăn đắng uống độc. Mà cái ăn đắng uống độc là sát sanh đó nghe. Ăn thịt chúng sanh là ăn đắng uống độc đó nghe. Không giỡn đâu. Nên bây giờ quý vị coi cái thời cuộc này với so sánh 50 năm về trước, thì quý vị biết rằng là 50 năm về trước ít có bệnh tình như bây giờ. Bây giờ rất là nhiều loại bệnh tình xuất hiện mà chúng ta không thể nào lý giải được bệnh tình. Nó lạ kỳ, nhiều loại bệnh rất kỳ cục. Đây là gì? Đây là cái tâm ác của con người bây giờ nó cao hơn 50 năm về trước. Cái tâm ác của người bây giờ cao hơn. Quý vị hãy thống kê tất cả những sự việc này để quý vị sẽ thấy ra liền. Cái thống kê lại bây giờ, cái thời cuộc này và 50 năm về trước, cái loài người bất hiếu với cha mẹ của 50 năm về trước và 50 năm bây giờ, quý vị sẽ thấy 50 năm hiện tại bây giờ nghe là loài người bất hiếu với cha mẹ nhiều hơn rất nhiều với 50 năm về trước. Đúng không? Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ly hôn bây giờ rất nhiều, 50 năm về trước ly hôn rất là ít. Phải không? Tệ nạn xã hội bây giờ rất nhiều và tệ nạn xã hội của 50 năm về trước rất ít. Như vậy thì loài người đi đến cái chỗ bệnh đau và khổ đau là ngay cái gì? Do lòng người, ngay lòng người ác tăng lên, nên loài người phải chịu sự khổ đau tăng lên. Đây là cái 100% luôn. Thí dụ ví dụ như quý vị đi về đây, quý vị đi về đây á, vị thấy á, tại sao một con người mình bình an được gì? Vì lòng người ở đây người ta an. À. Nên mình biết tìm cái nơi bình an để mà mình đến. Người có trí tuệ tìm chỗ bình an mình đến. Có kỳ mình đang giảng pháp đây, mình cười vô biết ở sao ta tưởng đâu mình cười cái gì. Mà chuyện tôi làm tôi biết. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng cái chỗ này là thật sự nó bình an. Mà các điểm chùa mình là nó đang bình an đó. Nó bình an cái là ngay cái nhân sự, ngay cái nhân sự đầu não của mình là họ như thế nào? Họ rất là hiền. Nói tóm lại là họ hiền. Họ hiền nhiều mặt lắm. Thật sự họ hiền về tiền. Họ hiền về sắc. Họ hiền về danh. Ba loại hiền này của họ là quý vị có thể gọi là chọn chỗ quay về được rồi đó. Hiểu chưa? Nếu đi đến nơi nào mà ba loại này mà nó không hiền á, mà quý vị nhào vô á, là quý vị đang bay vào cái nơi đấu đá. Nên á,
Năm xưa khi mà Hòa Thượng Tịnh Không về đến một ngôi chùa, ngày thuyết pháp á, thì cái ngôi chùa đó đó là ngày xưa khi mà mới đi quyên góp thì xây á. Thì á, nhiệt tình từ trên tới dưới, nhiệt tình quyên góp về xây chùa. Nhưng mà khi xây xong ngôi chùa đó là người nào cũng đòi tôi làm chức này, chức kia, chức nọ. Tôi phải làm chức cao. Thì nó đấu đá với nhau, nó chia phe, nó quýnh lộn để nó giành chùa. Thì Hòa Thượng Tịnh Không về thưa cùng với thầy Lý Bỉnh Nam rằng: con đến ngôi chùa đó con thuyết pháp, mà cái ngôi chùa đó bây giờ nó chia ba xẻ bảy, nó giành giật, nó quýnh lộn với nhau, phải làm sao? Thầy Lý Bỉnh Nam ngày nói rằng: cuốn gói đi về đây liền, không có thuyết pháp chứ gì nơi đó nữa chứ. Cái nơi như vậy mà đến làm cái gì? Giống như ngôi nhà nào mà đấu đá bị nhào vô làm chi? Dù nhà đó có giàu nhưng đừng có gả con cho nhà đó. Từ khi cái nghiệp con mình nó nhào vô thì nó gán chịu. Tại vì giàu nhưng mà nhà lại là không có tình người, chia ba xẻ bảy, quýnh lộn, giành giật của cải, đưa con mình vào là đưa cái họa vào đó, có chuyện xảy ra. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà cái nơi mà nó hòa thuận là nơi an bình để mình đến. Thì coi như chùa mình quý vị về đây, vị thấy không, họ nhiệt tình, họ lo lắng cho mình, thấy chưa? Từng từng chút họ nhiệt tình, họ lo lắng cho mình. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình á, mình thấy rằng nơi này nó bình an, nên bây giờ lễ lộc á, mình đi vô đây mình ở mình tu. Tuy là ngồi nó nóng nực, khi giờ ngủ những đức nói buổi trưa mấy cô cố gắng đem cho mọi người cái gói, dù nằm đây cũng có cái gói tội nghiệp. Cái nằm có gói nhưng thấy cũng tội ghê á, cái tội nghiệp. Hôm qua buổi trưa những đứa đi xuống thấy nằm vậy đâu mà nghiêu ngao, họ thấy cũng tội nghiệp quý vị. Nên lấy cho người ta ngừng cái gói. Những đức nói thật lòng mà nói, mình lo cho người ta, nhưng thật sự nói rõ ra là người ta cũng lo cho mình. Cuộc đời đi đến cái cõi này nó đâu có làm chuyện gì công không đâu, nó đều là có cái sự hỗ trợ nhau không à, đâu có công không đâu quý vị. Giờ mỗi ngày mình đây có cơm ăn áo bạn đầy đủ, lấy đâu là công không? Nó phải có cái gì mình mới có chứ, làm sao mà công không? Thì người ta về đây mình lo lắng cho người ta thì người ta cũng cúng dường tam bảo mà, thì nuôi lại mình ở đây. Đó là biết ơn nhau sống trong cái cuộc đời này. Đã là biết ơn nhau thì nên nhiệt tình đến với nhau, hết lòng hết dạ. Chứ phải lo làm sao cho bằng cái tâm mình thật sự, bằng cả trái tim. Hiểu chưa? Hiểu không? Nên hiểu không? Đến với nhau bằng cả trái tim. Phải sống vậy nó mới được. Chứ mình đừng có sống mà lơ lơ là mà gọi là lo với cái bên ngoài. Lo mà có dụng ý, có nghĩ ngợn, không có hên, không có hay đâu, nhớ không? Chùa mình là nhiệt tình đó. Những đức đến quý vị là thấy rõ ràng nhiệt tình, hết lòng. Nhưng mà những đức cũng khuyên quý vị, gặp duyên cũng nên đến nhau nhiệt tình là hay. Tại vì cái cơ hội với cái cuộc đời này, chúng ta có những người gần hết cuộc đời chúng ta đã nhiệt tình mà lại nhiệt tình không đúng chỗ. Nhiều người mình lắm, nhiệt tình không đúng chỗ. Từ nơi đó bây giờ mình bẻ lái lại, mình kiếm cái nơi nào cho nó đúng chỗ để mình nhiệt tình trong khoảng thời còn lại đó, để mà mình gây dựng cái nhân viên đặc biệt để mình chọn chỗ đi về ngon lành. Chứ bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ cuộc đời mình, cả đời mình á, mình cũng đã vì chồng, vì con, vì vợ, vì con dữ lắm à. Nhưng mà mình thấy cái chỗ này là về sau khi cuối đời cặn tử nghiệp đó, bây giờ nó thật sự mà nói, qua cái trận dịch bệnh là mình đã nhìn sâu sắc nhất. Cái trận dịch bệnh là nếu ai là người tu thì cái trận dịch bệnh là cái góc độ sâu nhất để nhìn về giữa tình người đến với con người. Vì hãy nhìn đi, hãy nhìn thật là sâu sắc đi. Dù cho là con đối với cha mẹ, cha mẹ với con, nó cũng có một cái cách ly khi đụng tới cái chuyện bệnh hoạn và chết chóc.
đúng không? Đó. Mà mình đã bồi dưỡng vào chỗ đó rất là nhiều, mà cuối cùng cho ra nhiều nhưng lấy lại được bao nhiêu, hiểu không? Nhìn sâu sắc đi, cho ra rất là nhiều gần hết cuộc đời mà lấy được bao nhiêu đâu. Nó nên từ nơi đó mà mình sâu sắc, mình nhìn nhận, để rồi cái cuộc đời mình chọn một cái chỗ cho nó đặc biệt. Mà chọn chỗ nào đặc biệt nhất? Niệm Phật. Chọn chỗ niệm Phật là đặc biệt nhất. Cả đời mình phải niệm Phật, không có bỏ được pháp môn niệm Phật này. Những đức nói quý vị mà bỏ pháp môn niệm Phật này, quý vị mà bỏ con đường tu giải thoát, là những đức nói quý vị là mất tất cả ở trong cái cuộc đời này, không có được một cái gì, không được một cái gì cả. Dù có cố gắng, có bồi dưỡng, có tìm khắp nơi nơi cái này cái kia cái nọ để đem về, để vào cái bồ lúa đó, để vào cái tủ đó, vẫn là thật sự cuối cùng một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của mình. Nên mình phải tạo một cái gì đó mà cuộc đời này mình cầm theo được nè. Cái này là cái mà những đức nhận thức được nên những đức làm tới luôn á. Nó bắt đầu thứ bảy này khiếm thị nè, bảy khiếm thị. Thì bây giờ những đức đã tổ chức quý vị, những người trưởng đoàn đồ này kia đó, thì chị em mà đi chung với nhau á, nên nỗ lực của ít lòng nhiều kết hợp lại nhau, rồi tự mấy cô cho tiền người khiếm thị, còn không có thì thôi, có gì đâu mà nặng nề. Còn riêng những đức là yên tâm, những đức đã làm là những đức đã có rồi. Nó quý vị cứ có thì cứ giúp cho họ, cũng tội nghiệp cho họ, còn không có thì thôi, không có sao. Đừng có đặt vấn đề nặng nề chí. Chúng ta đến với nhau trong cái cuộc đời này, cái quan trọng nhất á, là chúng ta gặp nhau mà có nụ cười, có niềm vui, có sự an tâm, thì đến với nhau cảm thấy thích. Còn đến với nhau mà toàn là làm nhau nặng nề, khó khăn không á, thì thôi đừng có gặp nhau nữa làm chi, đúng không? Ví dụ như giờ mình nghe đạo, mình biết tu rồi, giữa cái chuyện vợ chồng còn trẻ gặp nhau cái gì nữa, cứ là đụng lộn, cự lộn hoài tối ngày, thì thí dụ như mình nói với cái người chồng người vợ mình, bây giờ chúng ta ngồi lại nhau nói chuyện đi, nên ngồi lại nhau nói chuyện đi, bây giờ nói cho rõ ràng chút, giữa vợ chồng mà có con, mà không có đứa con nào mà muốn cha mẹ cứ gầy gà hoài. Tôi thấy tôi với ông hay tôi với bà thấy kỳ quá, mình làm gì sao mình dạy con mình đấy. Thôi bây giờ chúng ta xây dựng lại đi, nếu thật sự ông còn thương tôi hoặc là bà còn thương tôi thì chúng ta xây dựng lại đi. Còn nếu như mà ông với bà mà không thương nhau nữa thì thôi chúng ta tính sổ luôn đi. Thật sự mà nói chứ, làm nhau khổ đau hoài làm cái gì. Gặp mặt nhau là cứ khổ, gặp mặt nhau là cứ chửi, cứ chửi nhau để rồi gặp nhau, rồi gặp nhau rồi chửi nhau, quýnh nhau, quýnh nhau rồi cái hôn nhau, hôn nhau rồi cái chửi nhau. Có không? Có mà. Sao không có những cái cặp vợ chồng kỳ cục như vậy đó. Giống như có cái bà này, bà đi đến chùa bà tu, bà 70 mấy tuổi, bà đi đến chùa bà tu, bà nói rằng là bà mà mới có chồng thôi là cái đêm mà động phòng là chồng quýnh trước. Gặp ngay thằng chồng nó không có hiểu văn tự, nghe cái câu nói á, dạy con dạy lúc còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về, thì tự nhiên vừa cái bữa động phòng quýnh người ta, rồi từ đó về sau quýnh lại gai hoài, cứ quýnh hoài. Mà bà này bà nói là bà sống với chồng, bà chồng bà quýnh bà dã man lắm. Những đứa nói vậy thì chồng bà đánh bà nhiều vậy chắc bà không có khổ gì đẻ đâu, tại vì nó quýnh là nó không có thương nên đâu có thương đâu mà đẻ. Bà nói trời ơi, nó quýnh xong nó thương thầy ơi thầy, chồng này nó ác đạn, nó quýnh xong rồi nó thương nên đẻ 7 đứa. Chắc. Thấy chưa, vừa bị quýnh mà vừa còn phải đẻ cho nó nữa. Vậy đó mà khi bà 70 tuổi bà đi vô chùa bà tu nha quý vị, ổng vô ổng nói là đi về không cho vô đại ở tu. Nói với bà một câu gì nè, bà nghe Phật pháp bà hiểu cái câu này không? Ghê không? Chắc ổng ở nhà cũng nghe Phật pháp đó, nhưng mà họ lại là dùng cái Phật pháp họ trở ngược lại quý vị. Ổng nói một câu gì nè, nợ bà thiếu tôi chưa xong.
Ghê không? 70 tuổi mà bà nói những đức nghe, lâu lâu ổng vẫn đòi hỏi hoài. Nên ổng nói một câu là: bà thiếu nợ tôi chưa xong. Những đức nói: thôi gì bà trả đi, chừng nào xong mà vô. Ghê không? Ổng nói là thiếu nợ chưa xong. Những đức nói: bây giờ về trả nhưng phải niệm Phật, biết đâu trả giữa chừng định vô mà nó chết rồi, thì lúc đó mình giảng sanh. Còn nếu như bà đợi trả xong có chừng bà chết mà bà không giảng sanh, bà đỏ. Chứ có gì đâu, trời ơi nó đòi ghê thiệt, mới thấy không? Bây giờ tất cả người mình ngồi trong đây, quý vị thấy không? Ở đây thế gian này nó trả nhiều món nợ lắm. Nhiều cái món nợ thật sự quý vị đừng có nói là muốn trả hay không muốn trả gì. Nó đã là thiếu là phải trả. Đã là thiếu thì phải trả đó, có giỡn đâu. Nó giống như có một cái cô này với chồng, hai người đi đến chùa, hai người mà chia tay với nhau. Hồi cấp trước chia tay với nhau xong rồi bắt đầu là hai vợ chồng cũng thường đi chùa, đi chùa hoài gặp nhau. Mới đây hai chồng dẫn lại gặp những đức, nói là: con xin phép thầy, bây giờ hai chồng con sống lại. Kinh khủng không? Mà là chia tay rồi, rồi chia nhà cửa xong rồi. Rồi những đức hỏi là: sao mà tự nhiên bây giờ mà ghép lại đồ đặc biệt quá ha. Xong rồi bà nói: thật sự với thầy, con cũng không nghĩ tới chuyện này, mà ổng cứ tới tới lui lui nhà hoài. Có bữa nọ ổng đi đến ngay cái bữa mà nó trời mưa mưa gió bão bùn, rồi ổng kêu cửa. Con kêu ổng: thôi về đi, tôi ông mình chia tay rồi mà kêu cửa làm gì, cái đứng ngoài mưa mà con thấy mưa gió mình phải ướt nhà, thấy chịu không nổi, tội nghiệp quá thầy. Thì kêu hoài con thấy gì con mở cửa đi. Thì con mở cửa ra, cũng vì cái đêm mưa gió đó. Ngồi lại nói chuyện với nhau luôn. Rồi cuối cùng bây giờ ghép luôn thầy ơi. Những đức nói: thì thiếu nợ thì trả đi, thăng quan làm gì. Sao cũng tốt chứ, nghe hiểu không? Thấy chưa? Có những cái món nợ mà đúng là mình đã trả rồi đó, nhưng mà cái sâu thẳm bên trong nó còn cái nợ mà chưa xong, nó lại quay lại với mình, hay không? Nó, nên á, con người mình á, thì mình nói vậy để phủ phàng về định luật nhân quả thôi, chứ thật sự mà nói là do bản thân mình chưa quyết định thôi quý vị. Mình là phàm phu mà, có những cái nó không quyết định được. Nó bây giờ gặp người ta mưa gió mà ước mình mấy kiểu đó, mình chịu không nổi vậy. Mình người nữ mà, chắc nó cũng gài kèo thì sao, nó biết 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 mình sao đó. Mà lỡ ngay mùa mưa chứ ai mà ngu gì chờ mưa mà đi ngoài mưa chi cho nước. Nhưng nó biết là cái kèo này là phải ước mình mấy tấu tai đồ đạc phải ước hết, thì lúc đó khóc la đồ quỳ lại giáng sinh rồi. Lúc đó nghe, lúc đó tự nhiên mà mình chờ mưa gió thì mình người phụ nữ nó cũng thấy cô đơn, có khi nó cũng cô đơn tự nhiên thấy mà tội nghiệp quá. Mở cửa ra, mở cửa ra thì lúc đó lấy bộ đồ cho bạn chứ lẽ giờ sao vậy, mình phải ước nhẹp thì kiếm bộ đồ nào cho bạn đại. Vợ chồng hồi xưa mà chắc cũng còn vài cái quần cái áo hiểu không? Nó thí dụ như mình mà thương ai đi, cái của gì mà người ta tặng cho mình, người ta cho mình đi, mình ưa giữ lại lắm. Dù là xa xa chứ lâu lâu mình cũng lấy rồi mình nhìn đồ coi chơi vậy đó. Rồi nhớ lại những kỷ niệm xưa rồi, nhớ hồi xưa rồi ha. Có khi mà người ta có cấp còn trẻ mà người ta đi học, người ta yêu nhau á, mà người ta làm một cánh én tặng để mà liên liên bay bay đó, vậy mà người ta ghép vào một cái trang vở người ta giữ đó, đó. Sau này có chồng rồi lâu lâu vẫn lấy cánh én đó ra nhìn, kinh khủng chưa? Có những người nó kinh như vậy đó quý vị ơi. Mà những đứa quý vị đã có chồng rồi thì thôi, hãy đem cánh én đó thả theo chiều gió đi hiểu không? Để chi chợ, để chi mất công, nó còn lưu liếng chi, hiểu không? Nó nên con người cái gì dứt được thì dứt đi, còn cái gì mình đã tiến được thì mình cố gắng mình sống cho nó tốt, chứ đừng có mà gọi là mình sống mà sống núi này trông núi nọ.
nó ở nhà này mà nghỉ nhà kia. À, đó nên con người ta chưa biết tu thì cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, mà biết tu rồi thì đổ tội cho cái nghiệp. Nói không thông thì đưa cái nghiệp ra để đỡ đạn. Nghiệp thầy ơi, nghiệp cứ là nghiệp thầy ơi, như nó thì cứ theo cái nghiệp đó mà sống, hiểu không? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta, cái gì nó phải xác thực chứ đừng có lèn an. Lèn an chi cho nó khổ. Một là tiến, còn hai lùi. Vậy thôi, hiểu không? Có những cái chúng ta lùi mà lại là tiến, có những cái chúng ta tiến mà lại là lùi. Chúng ta nên nhìn nhận cho nó sâu sắc. Nên giữa cái chuyện vợ chồng đến với nhau cũng vậy, mình phải làm sao mà khi sống thì phải hạnh phúc, sống thì phải rõ ràng. Còn nếu như sống gỡ cho qua ngày đoạn tháng thì sống những ngày tháng vô nghĩa, không có ý nghĩa gì hết trơn á. Thí dụ như bây giờ mình lấy một người chồng mà nó tệ hại, mình nói thẳng với chồng mình: bây giờ anh phải xem lại, anh phải sửa đó. Anh mà không sửa là tôi bỏ anh đó, tôi nói thật lòng á. Tại vì anh không sửa đổi, một người đàn ông như anh tôi không chấp nhận được. Anh phải đàng hoàng, anh phải nghiêm túc. Dù cỡ nào tôi không đòi hỏi quá cao, nhưng anh cũng phải có một tư tưởng một người đàn ông, làm ăn được một cái gì đó chứ. Chứ nếu mà anh cứ ăn nhậu mà xài tiền vợ anh không, thật sự với anh, nếu anh đặt vai trò anh vào tôi đi, anh có xem thường hay không? Đó, nên anh nên xem lại. Nếu anh sửa được thì tiếp tục, hiểu không? Cho nó rõ ràng còn hơn là sống gỡ, sống cho qua ngày đoạn tháng. Nó vậy thì thôi miễn đi, hiểu không quý vị? Đó, nên những đức nói rằng mình là người nghe đạo, cuộc đời con người nó cứ đi qua. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời toàn thể đại chúng chúng ta ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 2023. Chúng ta giờ này là gần 9 giờ sáng, chúng ta học tập trong nhà Phật dùng phương pháp nào để hóa giải bệnh. A Di Đà Phật. Người xưa có một câu nói rất là hay: bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Vậy thì bệnh đến với chúng ta là từ nghiệp sát sanh, đúng không? Ăn thịt chúng sanh. Thì từ cái ăn thịt chúng sanh mà nghiệp quả bệnh hoạn đến. Nên Phật nói rằng là ăn chay phóng sanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Mà nếu như ăn thịt chúng sanh, đoạn mạng chúng sanh thì chúng ta bệnh hoạn và chết yểu. Gieo nhân thì gặp quả thôi. Nên chúng ta biết Phật pháp mình để ý đi. Những gia đình nào mà làm nghề sát sanh là không có tồn tại. Chắc chắn lắm. Dù là có giàu trước mắt đó cũng không tồn tại. Cái gia đình nào mà ăn nhậu đồ này kia mà sát sanh đồ chó mèo đồ, quý vị thấy nhà đó có bình yên gì đâu. Có những người người ta vừa mới ăn nhậu sát sanh chó mèo đồ này kia đâu, rồi tự nhiên nhậu xong là có chuyện gia đình liền tại chỗ. Dưới quê ngày xưa thấy để ý, có những người
anh em bạn bè đến cái bắt con chó nhặn nước, bỏ vô cái bao nhặn nó xuống nước, và con mèo nhặn xuống nước, giết nó thê thảm lắm. Ăn nhậu xong có chuyện gia đình luôn, quýnh lộn chuyện này chuyện kia, đâm chém nha, thấy không? Cái quả báo sát sanh nó ghê lắm. Vì mỗi một người chúng ta thương nhất là thân mạng, mà chư Phật Bồ Tát thì thương nhất là chúng sanh. Bây giờ mình mà sát sanh hại vật thì quả báo đến với mình. Mà ăn tội thì nó là đau binh kiếp đến, dịch bệnh đến, là sát sanh mà ra. Sát sanh mà ra. Nên mỗi một người ung thư, bệnh này bệnh kia, không có thuốc trị, mình phát tâm ăn chay trường đi, dừng cái nghiệp sát lên liền. Đó là thành tâm sám hối đó. Mình đi đầu này đầu kia mình sám hối, đầu này đầu kia mình cầu xin, mình quên đi ngay cái miệng mình là cái lò sát sanh. Nếu mình dừng lại cái nghiệp sát sanh đó là mình sám hối đó. Thì nhớ dừng lại nghiệp sát sanh. Bây giờ với số lượng người này nè quý vị coi, mình lễ mấy ngày này mình đi vô chùa, nếu nguyên một cái vàng này mà không ăn chay niệm Phật mấy ngày nay mà nó đi ăn mặn vì kiểu nó ăn cỡ nào chưa? Bây giờ thí dụ như nói chùa mình mà bây giờ mà thí dụ như trong chùa mà ăn mặn không đi, mà nguyên cái vàng này vô đây mà mấy ngày nay mà đãi đồ ăn đi, ăn mặn quý vị biết có bao nhiêu con heo, con gà, con vịt chưa? Nhiều lắm á. Mà tung nguyên một cái vàng này đi ra ngoài ăn thịt thì cái mùa lễ này trời chắc nó cũng vớt gần nửa cái biển cá thôi. Nó ăn dữ lắm, không phải giỡn đâu. Cua ghẹ nó luộc, vàng khè chấm muối nó ăn, rồi tôm hấp nước dừa nó lột rồi nó ăn, nó nhai ngút ngút. Rồi mấy quán thịt chó cũng giết số chó nhiều lắm, nó ăn thịt chó nó nhậu dữ lắm. Thịt trâu, thịt bò, quất tá lả âm binh. Con người mình, cái bao tử của mình, nó là cái nghĩa địa chôn nhiều sinh vật trong đó nhất, đúng không? Cái nghĩa địa chôn con người chỉ có loài người không, mà cái bao tử của mình, cái nghĩa địa này kinh khủng thiệt, nó chôn không biết bao nhiêu muôn loài nằm trong đó, đúng không? Nên mình nhờ nghe đạo mà mình ăn chay trường, vì thấy Phật pháp hay ghê không? Tự nhiên học Phật ăn chay trường là thấy là có tâm từ bi rồi đó. Nên tất cả những người mà ung thư, bệnh này bệnh kia, mà đi đầu này núi kia để mà cầu xin, vì dừng cái miệng ăn thịt lại đi, đó là quý vị đại cầu xin Phật Bồ Tát đó. Không có giỡn đâu. Dừng cái nghiệp sát lại đó, thì bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Mình nói tá lả bên thế nào cũng có chuyện. Như bản thân như những người nói chuyện những đức thế nào cũng gặp chuyện à. Nói nhiều quá thì nói thế nào cũng dính, hiểu không? Vì thấy tất cả những vị giảng sư đa phần không dính cái môn này cũng dính môn kia à. Tại mình nói nhiều quá thì sớm muộn cũng dính nè, cái này tính trước đi. Cõi này mà mình chưa phải là Phật Bồ Tát, mình nói sớm muộn cũng dính à. Tại vì nói nhiều quá, hiểu không? Dù mình nói Phật pháp mình hướng dẫn ta tu không thì nó chưa có gì đâu. Nhưng mà mình mà nói gì danh lợi, mình nói đụng chạm người này người kia là có ngày người ta chơi mình. Nên từ nơi đó nguyên lý nó là gì mình chẳng biết gì. Nhưng mà khi mình hứng lên mình nói mình đụng chạm với người ta, chứ không giỡn đâu. Mình chẳng biết cái điều là đụng chạm với người ta là không có tốt, nhưng mà mình nói đến lúc nó hứng là nó nói luôn, dứt luôn, hiểu không? Không có dừng được. Cái tâm con người mình là phàm phu, cái tâm Phật Bồ Tát thì khác. Phật Bồ Tát thì người ta quán cơ, người ta thuyết pháp, còn mình là gọi là nó là tùy tiện thuyết pháp. Nó rõ là tùy tiện thuyết pháp. Ngồi nhìn xuống thấy đầu nào nói đầu nấy à. Hiểu chưa? Gọi là hớ đầu nào vớt đầu nấy, không tha. Rồi Phật Bồ Tát là nhìn thâm thẳm trong nội tâm của mỗi một con người từ nhiều đời nhiều kiếp. Người ta tu cái gì, nhân duyên làm sao, là quán cơ thiết pháp. Còn mình nó rõ ra là tùy tiện thiết pháp, không biết giống ôn gì chứ, nói đại nói cả, dính đầu nào thì dính, dính thôi. Hiểu không? Khéo thì nói được dính vài ba câu, có duyên thì người ta thích, hiểu không?
mà hết duyên thì ta giữ. Nó là như vậy thôi, cái cõi này nó vậy đó quý vị. Nên cái đặc biệt của mình là mình nghe Phật pháp mà mình ăn chay trường được là hay quá rồi. Thật sự quá hay. Người nào ở đây mà ăn chay trường nó bị đưa tay thử coi quý vị. Không nhận nhiều ghê hết ta. Rồi, để tay xuống đi. Nít ta còn ăn chay trường được nữa không? Không hay ghê ha, nhiều người ăn chay trường ghê chưa? Đó. Nên từ nơi đó những người mà không đưa tay cứ ăn cái gì. Nên quý vị biết á, cứ tập đi. Quý vị mà ăn chay trường được là hay dữ lắm. Thật sự mà nói, trong vô lượng kiếp á, cái nghiệp sát sanh là cái đại tội. Nên Phật đưa cái giới không sát sanh là trọng giới đầu tiên đó chứ. Không sát sanh, rồi tới không trộm cắp. Tại vì cái của cải nó làm cực quá mà mình đang trộm cắp của người ta. Trọng giới là tội nặng dữ lắm. Quý vị coi người ta làm cả tiền cực biết bao nhiêu mà nói chứ. Người ta cho mình không cho mình thì thôi, chứ mình ăn cắp ăn trộm của người ta, hoặc là mình lường gạt người ta mà lấy, cũng nằm vào trọng giới tội ăn trộm ăn cắp. Của cải người ta để hớ mà mình lấy, đó là trọng giới mà. Cái tội này nặng dữ lắm. Mà mình nhiều đời nhiều kiếp trong lục đạo luân hồi này, mình cũng tạo trọng giới đó đó. Là mình cũng thái mái tay chân, thấy ai để gì hớ là mình chớp. Thì đời này người ta chớp lại của mình. Có khi mà đông quá trời đông mà sao tao không chớp người khác mà chớp mình. Đúng không? Nên cái câu những đức thường nói á, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Đi đến chỗ đông người mà mắc của cải mắc rồi thôi đừng có nói nữa. Nói là coi chừng nó mắc nữa. Tại vì sao? Vì cái nợ vừa trả xong á, mà không để cho nó trả phước cho rồi đi, mà còn đi nói dòng do tâm quắc để tạo thêm nghiệp mới. Nên rất là đông người, người ta mà cái số không mắc của, người ta có bỏ đó đi chăng nữa cũng có người lụm đem trả nữa. Còn mình là cái số mắc của, dù mình để trong túi nó cũng móc nó lấy. Đừng có chỉ để ngoài. Này là 100% luôn mà. Cái định luật nhân quả mình phải hiểu. Hiểu rồi mình vui mình trả dữ lắm. Thà mình trả cái nợ ở thế gian để mình tránh cái quả báo tam đồ, còn hơn là cái quả thế gian nhẹ không chịu trả, mà để chịu cái quả tam đồ thì khổ biết là bao. Nên mỗi một con người nhận thức được thì khi mắc của hay bị giật đồ hay bị giật của mình không có buồn. Buồn chi? Buồn người ta cũng có trả ra đâu buồn. Cái này tuy là cái nguyên lý thì mình nói vậy, nhưng mà con người thì phải buồn chút. Mắc của thì phải buồn, đúng không? Nhưng nghe rồi thì nó cũng đỡ buồn chút, nó đỡ nhiều dữ lắm. Tại vì nghe nó cởi mở tâm tư nên đỡ buồn. Chứ nó mà gặp mà ta châm dầu vào lửa không hiểu á, đi chùa mà thấy không được cái gì ở đâu. Đi đến đó mà chưa gì hết cũng dường tâm bảo của để hớ bị lấy mà thấy. Nhà phải hợp giờ ăn chơi nhậu nhẹt đó. Ăn cái ai mà lấy của tôi được mới sợ. Bà dạy thì ghê. Cứ làm cực khổ ki cỡm đem cho chùa cúng dường. Trời ơi, tôi thấy mấy ông thầy mập lù. Mấy bà nuôi mấy ổng giết mọc. Nhớ không? Người ta không tu ta nói vậy đó quý vị. Thấy trời ơi, nhìn thấy mơ mỡ mà mấy bà nuôi. Nuôi mà không có được một cái gì hết chứ. Thấy không? Mấy bà nuôi chi không biết nữa. Nuôi chồng ở nhà mà còn được cái này cái kia. Còn nuôi cái kia cho mập thấy mà không được một cái gì, không có dùng được cái gì hết. Thấy không? Người trong cuộc mình lại hiểu. Người trong cuộc mình nói là đúng, nuôi chồng thì nó cũng có lợ, có nhờ chút đỉnh. Nhưng mà nuôi thầy cũng nhờ chứ. Nhờ là ông thầy em chia sẻ Phật pháp cho tôi nghe, tôi cởi mở tâm tư. Thấy không? Chỉ cho tôi con đường giải thoát. Có nhiều người cái quan niệm người ta nghĩ rằng thầy tu là giống như vô dụng đó, không làm được cái gì. Vì thấy những đứa có vô dụng không? Làm quá trời chuyện luôn, làm bằng gấp 100 người chưa bằng những đức làm. Nó nói thiệt chứ.
đừng nói một hai người. Thấy rõ ràng chưa? Ví dụ như giờ nếu mà ba ngày nay mà những đứa không tổ chức cho vị tu, làm sao vị về đây? Vị tu đông dữ à? Ba ngày liên tục luôn, nói chuyện giỡn hả trời? Từ bên chùa mới hôm qua tới bữa nay, mình thấy không, cho bao nhiêu con người, người ta có cái cơ hội với cái tâm người ta hướng về Tam Bảo, người ta có cơ hội hướng về Tam Bảo. Còn những người ta không hướng về Tam Bảo, người ta đi đâu chơi kể người ta. Còn những người ta muốn hướng về Tam Bảo mà không có những ngôi Tam Bảo gì, chỗ đâu người ta hướng đây? Đó, chỗ đâu mà hướng đây? Nên á, có khi á, thầy tu thì tùy mỗi thầy tu, cũng có những thầy tu tốt. Như làm quan á, cũng có những quan tốt, có những quan mà tham ô, chứ không phải quan nào cũng tham ô hết đâu. Nếu mà quan nào cũng tham ô hết trơn thì chính sách này sao? Thì cái người dân sẽ như thế nào? Đất nước mà tồn tại là còn quan thanh liêm đó quý vị. Còn nếu như đất nước mình mà không còn quan thanh liêm là tiêu. Cái đạo pháp đó là còn bậc chân tu đó, nên còn đạo pháp đó. Nếu mà không còn bậc chân tu là diệt pháp rồi đó. Cái này là 100% luôn đó quý vị. Đó. Nên cái cõi đời này nè, mà quả địa cầu này còn tồn tại nè, là ngay chỗ là còn người thiện. Nếu như mà không còn người thiện đó thì cái quả địa cầu này diệt vong đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta phải nghĩ cho kỹ, là nhờ cái tâm thiện nó nuôi lại cái quả địa cầu cho nó tốt lại, nó hồi phục bệnh lại. Nên con người chúng ta khi bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, quý vị nhớ nha, mà tâm địa mình thiện, con người mình vẫn sống bình thường. Đây là 100% chính bản thân những đức mấy ngày nay bị đau sống, quý vị thấy cái trạng thái những đức quý vị thấy nó có thay đổi không? Nó thay đổi đâu đó. Những đức quý vị thấy có thay đổi không? Nhưng mà đau sống lắm á nghe. Những đức nằm xuống khi những đức ngồi gì không được, nó đau, tự nhiên đau nó ghê chứ sao. Giống hệt như mà 3-4 năm gì trước mà cái lúc lại Quan Âm Bồ Tát, mày nhớ không? Những đức nói đó. Đó, nhưng mà cái nhìn cái tâm lực những đức nó phát ra, cái tướng quý vị thấy những đức không có giống người bệnh. Đó là rõ ràng tại quý vị cứ học gì đi. Bệnh thân bệnh ai cũng có bệnh. Nhưng mà cái tâm lực con người mình nó phải làm sao duy trì được á. Tại vì mình biết cái cõi đời vô thường, thân người giả tạm. Cái này là cái bình thường thôi. Chúng ta cần gì phải nặng nề chứ. Nó nếu như mấy ngày nay mà những đức đi tìm bác sĩ, có chừng những đức nằm luôn. Cái nằm của những đức là ngay bác sĩ nó nói, nó theo cái quy tắc của y khoa người ta chỉ điểm ra, ta nhìn thấy à nó như vậy. Nhưng trong cái thân bệnh của mình nó có một cái mặt tâm linh mà người ta không nhìn ra được cái mặt tâm linh đó đâu. Quý vị phải biết rằng theo khoa học thì người ta có thể nhìn được cái thân thể và cơ thể của người về chiều hướng sao sao, nó như thế nào. Nhưng mà về cái mặt tâm linh thì khoa học không có đoán được về mặt tâm linh. Vì mặt tâm linh nó có chỗ xoay chuyển, nó xoay chuyển. Phải nhớ rõ ràng là về cái mặt tâm linh nó có thể xoay chuyển cả càn khôn, chứ đừng nói chi bản thân của mình. Nên cơ thể bệnh hoạn mà dùng cái mặt tâm linh về thiện tâm, về vui vẻ, về quan hệ, về thiện tâm với mọi người, vì nghĩ lợi ích cho người, thì cái bệnh đau quý vị nó có thể xoay chuyển được. Xoay chuyển đó chứ dẫn đâu. Đó. Ví dụ như bây giờ sống mình đau á, là bác sĩ ta nói phải thầy phải nghỉ ngơi, thầy phải nằm nghỉ ngơi chứ thầy không được ngồi nhiều, đúng không? Thì mấy ngày nay vậy thì sao ngồi? Kêu vậy là nghỉ ra đây nói chuyện Phật pháp mình, thầy đâu có cho ngồi, hiểu không? Nhưng mà mình vẫn ra ngồi thì bữa nay vẫn là bữa thứ ba rồi, cũng sắp sửa xong chuyện rồi đó, hiểu không? Là thấy chương trình mình đưa lên 3 ngày, thì buổi này rồi chiều buổi nữa là chúng ta thấy cái chương trình tu 3 ngày tu của chúng ta là viên mãn, thấy chưa? Vậy thì quý vị thấy rằng là con người chúng ta thành công, cái tâm quyết nó cực kỳ cao. Quý vị nhớ nè, cái sự hỗ trợ của mỗi một con người đến với mình, nó chỉ chiếm ưu thế chúng ta cho nó 40%. Cái quyết tâm của cái thành công là do con người mình quyết chí 60%. Nhớ nghe, 60% là quyết chí đó. Nên những đức thường nói rằng sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Mình đã chọn lựa rồi là mình cố gắng. Ví dụ như giờ những đức chọn lựa cho quý vị là 3 ngày tu là chọn lựa rồi. Chọn lựa là đưa lên quy trình tu 3 ngày thì những đức cố gắng là thành công liền. Mà trong lòng mình thấy vui nghe. Vui khi mình làm được những việc gì nghe, thì mình thấy mình thích thú mình làm liền vậy đó. Nên tại sao mình thấy có những người, người ta làm không biết mệt. Thí dụ như trong chùa mình đi, họ làm việc cả ngày hoặc họ làm,
Nhưng Đức hỏi các cô, hỏi các cô là có mệt không? Các cô nói không mệt. Nhưng Đức nói, mình dùng câu này hay hơn nữa nè, có mệt nhưng mà vui. Chứ sao mà cơ thể làm mà không mệt? Có mệt nhưng mà vui. Giống như quý vị về đây ngồi nghe pháp đồ này kia đó, quý vị thấy mệt không? Ngồi đông người nó cũng nóng nực rồi, thời gian ngủ nghỉ của mình nó cũng bị hạn chế, cơ thể đang bị thay đổi. Tuy nó có mệt nhưng mà vui. Vui mà, thấy không? Tuy quý vị mệt nhưng mà quý vị đẹp. Hiểu chưa? Mệt mà lại đẹp, ngộ ghê, kỳ cục gì đó, không có xấu. Nó không có xấu. Nên từ đó, tại vì nó vui nên nó không có xấu. Chứ nếu mà nó mệt mà nó buồn luôn là nó xấu á. Nó mệt rồi nó buồn, nó xấu. Bây giờ mỗi bà ngồi đây mà buồn, mấy bà buồn sao nhờ Đức thuyết pháp? Buồn không có cửa gì thuyết pháp chứ nghe. Ví dụ như bây giờ mình nói chuyện trên đây mà mấy bà ngồi dưới, mấy bà hớn hở mặt mày vui vẻ thì mình nói chuyện được. Chứ mình mà thuyết pháp ở trên đây mà mấy bà ngồi dưới mà làm khi nó nghỉ đi nó hoài mệt tới ghê. Thì kiểu này thôi xin chào tôi đi vô. Ngồi ở đây chú tôi nghĩ có chuyện quá, thấy không? Vỏ đâu bay tứ tung. Mà người ta là do hưng khởi người ta vui, nên mình ở trong một cái hội chúng mà vui á, là mình sẽ được ké cái niềm vui đó. Ké cái niềm vui đó nghe. Nên tất cả những con người buồn và bế tắc chán nản đều quý vị cái vô cái hội chúng vui. Quý vị chỉ cần kiên nhẫn ngồi. Phải nói là kiên nhẫn đó. Tại vì họ không có vui mà họ thấy bị vui họ bực lắm. Nó lạ vậy mà. Họ đâu có vui, họ đâu có cái tần số này đâu vui. Họ ngồi trong đó họ phải kiên nhẫn một chút họ mới vui. Chứ họ mà không kiên nhẫn là họ đứng lên hoặc mới bực cái là đi ra liền. Trong lòng họ tức á, họ nói vậy nè, cười cái gì đâu mà không có thấy cái gì mắc cười hết trơn mà cười. Bị cái gì á? Nó tức quý vị ơi. Nó không có cười. Nó không có cười, nó thấy mình cười nó tức. À, họ đâu có an lạc với mình. Thì thấy mình an lạc nó tức dữ lắm. Có mà. À, ví dụ như giờ đi, nhà mình ngày nào cũng hai vợ chồng với con cái cười suốt vui vẻ, cái nhà kế bên nó đâu có cười. Tức. Nó châm thọt. Nó nói cái nhà đó khùng. Vợ chồng con cái nó cười hoài. Ba trợn cái gì nó cười tối ngày, không biết nó làm cái gì mà cười hoài. Bên đây tôi làm gần chết luôn, cực khổ mà không thấy cười, bên đó nó cười hoài. Vô duyên. Ta cười mà cũng tức. Tức thì cười theo đi. Mà không cười, không thì cười theo. Thì thấy không? Mà những Đức nói bình thường quý vị thấy mắc cười không? Ngộ ghê á, hiểu không? Nói bình thường cũng mắc cười nữa. Đó, nói đó là nó chuyển cái tâm mình đó. Và nó những con người mà người ta buồn, người ta bực, người ta nói sao thầy nói dính ngay mình không có chợ. Có những người người ta đủ thiện căn khi nói chúng người ta quay đầu. Mà có những người ta không đủ thiện căn mà nói chúng ngay người ta nói mình chọt người ta. Ông thầy này nói chọt tôi không à. Bực mình tôi ghét ông thầy này, chọt ngay tôi. Ngộ vậy đó, nếu mà có thiện căn thì nói rằng ông thầy này nói hay nghe. Nói sao bốc ngay tâm mình luôn á, ngộ ghê á. Chắc mình sửa lại quá. Chắc cái dịp nào mình vô đó mình ngồi gần mấy bà này thử. Đúng không? Cười ké. Ban đầu mình cũng cười ké cơ cơ vậy đó. Thấy bà vỗ tay vỗ theo đại cười. Cười đại theo mấy bà nhìn mình nói xong này cười thứ ghê chạo. Nó tao bà tôi chưa có quen cười được như mấy bà. Tôi ké. Tôi cười hơi vô duyên chút không cả. Cười ké. Cười chút tôi cười thiệt cho tôi nghe thầy nói cười chút, cười thiệt. Nên tôi thấy cười quá tôi cười theo. Mà tôi chưa có phát từ tâm nên tôi cười kỳ lắm. Nó, mấy bà thông cảm nghe. Từ từ nó cười thiệt nha quý vị.
Thí dụ như có những người bị ngồi trong đây rõ ràng mà, hồi đó bị lấy chồng, có những người bị chưa có thương chồng. Có những người bị lấy mà bị không có thương đâu. Người thương không lấy mà lấy người không thương. Cái duyên, cái nợ nó đặc kỳ lắm. Đúng không? Có trong đây có nghe. Có. Đúng không? Hà luôn phải không? Lấy cái người không thương đúng không? Nhưng mà sống với từ mình thương đúng không? Ban đầu giống như mình miễn cưỡng thương vậy. Mình cũng chịu đựng lắm á. Thấy người mình không có thương mình chịu đựng chứ. Mà mình chịu đựng giết thì mình chịu thiệt luôn. Mình thương, giết từ từ mình thương đó quý vị. Đó, 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 đó. Vậy thì ban đầu là cười giả mà cười giết thành cười thiệt á. Nên cái người về chùa mình á, dù quý vị có giả tu giết quý vị cũng tu thật. Đó, nó cảm hóa quý vị luôn, thật tu luôn á. Đó, tại vì sao? Vì cái tình người ở chùa mình nó dày quá. Vì về đây thấy cái đại gia đình này nó gần gũi quá. Đúng không? Nó đơn giản, nó bình dị quá mà. Mà quý vị thấy quý thầy trong chùa mình cũng, nó thầy nào cũng mắc cư. Duyên thì có duyên nhiều, duyên ít. Nhưng mà mỗi ông thầy ông làm quý vị thấy tội nghiệp. Ông cũng cố gắng phát cái duyên. Nhưng mà quý vị có khi bị ngồi, quý vị thấy, quý vị cũng thấy nó hơi đơ. Thấy nó tội nghiệp mà mình cố gắng mình cũng... Không, mỗi cái duyên nó ngộ vậy. Ví dụ như quý vị duyên những đức nó dày quá, thì quý vị mà khi nghe những đức nói chuyện bị cười thật từ tâm đó. Nhưng mà có những người ta làm bị cười, quý vị cũng thấy tội nghiệp quá, quý vị cũng cười theo mà nó cười ngộ lắm. À, hoặc là nó méo bên à, tại vì nó chưa có thật lòng, nó chưa có phải giúp cho mình phát cái tâm đó thật sự. Vì cái duyên đó nó chưa có phải thật sự là nó đặt vào tâm mình để phát ra, hiểu không? Nhưng mà mình thấy tội nghiệp quá, vì người ta cũng hết lòng. À, cũng vì cái tâm tội nghiệp đó mà người ta phát duyên đó. Tại vì người ta cố gắng, người ta làm cho mình vui mà. Thì từ nơi đó mình thấy tội nghiệp quá, thấy không? Đó, cái gì ở trong chùa mình là quý vị thấy rõ ràng. Quý thầy, quý chú, ai cũng là người có cái tâm đó chứ. Họ nhiệt tình lắm. Thí dụ như có những người người ta nói được, người ta nói. Nhưng có những người người ta nói không được, người ta cười cho quý vị, người ta làm cho quý vị cười, thấy chưa? Mình thấy gì mà mình tội nghiệp. Công nhận mấy thầy trong chùa này công nhận nhiệt tình thiệt. Không nói được thì thôi chứ không có biết nói mà văn hoa. Nói những lời mà gọi là đường mặt. Nói những lời mà múa rìu ở mắt thợ. Không biết nói gì mà cười. Cười là chết. Cười không có tội. 100% cười không có tội. Dù là cười có duyên hay không có duyên cũng không có tội. Mà nói tầm bậy là có tội. Mình đã không nói được mà mình đi nói tầm bậy là có tội. Thà mình cười đẩy còn hay hơn. Không, cái pháp niệm Phật này nó hay lắm nghe quý vị. Một là quý vị nói được, còn hai là quý vị cười, ba là quý vị cứ niệm Phật đi. Là mấy cái đó nó không có tội chút nào. Chứ đừng có nên miệng cưỡng nói tầm bậy. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như ông thầy Nhân Ngôn đồ cũng tội nghiệp chứ. Ông lên ông cũng làm mắc cười chứ quý vị. Hiểu không? Ông nói cái gì câu bị nghe mắc cười lắm. Đúng không? Nó nghe ông nói thiệt thà tội nghiệp. Nghe là mắc cười liền rồi đúng không? Nó, thì quý vị thấy không? Nó có cùng một khung sinh ra. Không khác chút nào chứ. Nó, rồi thầy Nhân ăn nữa gì quý vị thấy quê quê lúa lúa thôi không? Thì những đức sao nó sanh ra vậy thôi. Hiểu không? Chứ những đức có tướng tá gì ngon lành đâu. Thì cũng lúa. Hiểu không? Nhưng mà thật sự mà nói đừng có chê lúa. Không có lúa lấy gì có gạo cho mình ăn. Hiểu không? Nên những đức nói nghe, con người bây giờ người ta dùng văn tự nó không có hiểu. Không có hiểu. Người ta lại chê hai lúa. Trong cái thời đại phát triển nào đi chăng nữa cũng phải dùng gạo. Hiểu không? Không có gạo để chê ta. Gọi là thật. Mình nói mình phải đúng ra là mình phải tăng bóp hai lúa. Tại vì mình tăng bốc hai lúa để cho nó làm ruộng. Chứ nó bỏ ruộng gãy hết trơn là mình toi mạng. Thấy không? Nó nên mình có thể phát triển về cái mặt kinh tế khác. Nhưng mà phải cần phát triển về mặt nông nghiệp. Vì mặt nông nghiệp mà nếu mà không phát triển, lỡ có gì lấy đâu ăn. Tiền có ăn được không? Vàng không ăn được. Kim cương cũng không nuốt được. Tuy là cái viên kim cương mà thấy mình mê vậy đó mà nuốt vô bụng là chết. Nhưng gạo vậy mà ăn no.
Vậy nó cười vậy nó cũng quá đau cái lưng quá trời luôn, mắc cười quá à. Không, mình nói nhiều cái cho nó mắc cười thì quý vị, mà nó đúng nha quý vị. Ngộ ghê á, thấy không? Đó nên quý vị đừng có chơi hai lúa nghe, thấy không? Lỡ mình lấy nhầm là người chồng mà nó quê quê á, tội nghiệp nó. Nó mà quê á là nó là của mình, mà nó nó đào giống nó mà quá sang trọng coi chừng nó hướng đến người khác, hiểu không? Nên á, nên từ đó mình á đừng có giờ chơi hai lúa nghe. Nó thí dụ như thà vì gì đấy, vì thấy mấy ông thầy chùa mình, vì thấy tội nghiệp, vì có cho tiền mấy ông cũng không lấy nữa. Cái này là cái đặc biệt lạ kỳ, cũng như mấy ông khác mà bóng bóng lụm thịt nhách đưa nhiều lấy hết trơn nhiều, hiểu thấy không? Có những người chưa đưa họ đứng họ đưa tay trước rồi, hiểu không? Có không? Có mà. Không, những đức nói đây là nói cho vị thấy nhận thức sâu sắc luôn. Ghi mấy thầy trong chùa mình mấy ông có xin tiền vị đâu, mà quý vị có cho tiền mấy cô mấy chú mà nó không, không lấy nữa. Cái này là cái lạ trong cái thời cuộc này mà ngộ ghê ở đâu mà nó có một cái dạng người này ngộ với chợ, hiểu không? Sao mà luyện ra cái dạng người này kinh khủng. Vì biết rằng chính hòa thượng mình ngày nói những đức một câu này nè, thì sao mà ông luyện ra cái dạng này ngộ quá. Tôi không có thấy cái dạng người nào mà nó kỳ cục gì. Đứa nào cho tiền nó không lấy. Nó thí dụ như bên những quan đồ bên chùa mới đồ này kia đếm tiền đưa vào thượng ríu ríu à, cắt cũng không lấy nữa. Thượng cho không lấy nữa. Nói dạ thầy lo cho con hết trơn, con có cơm ăn áo bận tu được. Nói câu gì dễ thương vào thượng, nó công nhận cái thằng này nó dễ thương ghê. Thượng nói rõ ràng, và thượng nói là cái này nó có học hành gì mà sao mấy này nó ngộ ghê. Được á, mấy này được. Mà thượng nói được. Nó nên từ nơi đó quý vị về đây vị thấy rõ ràng luôn. Mà từ mỗi bên chùa, chùa nào cũng vậy, ngộ ngộ vậy đó. Thấy không? Nó nghĩa là lên là dù như bên kia chùa mới Nhận Thịnh đồ này kia còn thấy bóng bẩy hơn mấy ông bên chùa mình. Mấy ông bên mình là mấy ông lúa thiệt, lúa gạt luôn á à, hiểu không? Nhận Đức cũng lúa, nhưng mà những đứa khôn hơn, lanh hơn. Hiểu quý vị? Khôn lanh, biết cháo chở. Nên quý vị mới thương những đứa. Quý vị biết rằng cái người mình thiệt quá có khi mình cũng không thương người ta được. Ví dụ như một người nữ đó đi, họ rất là đẹp, nhưng mà họ khéo một chút nữa thì càng dễ thương. Họ đẹp rồi mà họ khéo á, họ đến gần mình, họ biết nói chuyện một chút á, thì mình thương dữ lắm nha. Mà nếu mà nó đẹp rồi mà nó không biết nói, nó nói sẵn vậy đó, nó buông ra cái mình hỏi có thương anh không, thương xong thương mình nghe mình hết hồn, đúng không? Nó, hoặc là nói chuyện thẳng, ví dụ như mà đúng ra là đưa miếng đồ ăn thì cũng có ngon gì mấy, nhưng mà nói dạ ngon này kia đồ cũng vui lòng mình, đúng không? Mà nó nói đồ ăn dở ẹt, mà thấy nó sao nhỏ nó kỳ cục, nó chuyện thẳng mà nó thẳng mà thẳng kỳ quá, biết không? Thì tự, dù nó đẹp nhưng mà cái giảm cái sự thương yêu lại, hiểu chưa? Đó, thí dụ như những đức cũng thiệt, nhưng mà những đức lại khéo, những đức lanh đó chứ không phải khờ đâu. Quý vị thấy những đức có khờ không? Sao mà khờ sao mà lấy lòng được quý vị nhiều dữ vậy? Cái này là nói thật lòng, là những đức lấy lòng được quý vị đó, chứ không phải giỡn chơi đâu nghe. Khắp nơi nơi mà người ta về, người ta gặp những đức là những đức dùng cái miệng lấy lòng người ta được đó, mà lấy lòng mà làm thiệt. Cái này là cái quan trọng, những đức làm thiệt, những đức còn biết nói chuyện nữa, những đức nói ngọt được, những đức nói sẵn được mọi lúc mọi nơi, nên làm cho người ta cười được. Cái này là cái quan trọng. Hiểu chưa? Nên mình thí dụ đi, mình là một người nữ đi, một người đàn ông họ khéo léo, họ làm cho mình vui đi, dù mình biết rằng nó hơi giả giả một chút đó, nhưng mà mình vẫn thấy thích. Thật sự mà nói hơi giả giả chút mình vẫn thấy thích. Thôi cái giả gọi là cái khéo phương tiện á, làm cho mình thích, chứ không có giỡn đâu. Còn nó sẵn thẳng thẳng mình thấy kỳ cục. Nên nhiều người ta nói ti đẹp mà sao vô duyên quá. Đó, thấy không? Chỉ cần người ta nói mình vô duyên cái là mình mắc số.
mắc điểm. Nó thí dụ như mình được 10 điểm nhưng mà nếu mà người ta nói mình vô duyên là mình sẽ mắc hết 6 điểm. Thấy chưa? Mắc 6 điểm liền đó. Nó nên nên mỗi một con người mình cái duyên là cái cực kỳ quan trọng luôn. Nó cái duyên là rất quan trọng. Nên Phật mới nói rằng là trí tuệ là quan trọng. Nè, ở ngoài trước cổng chùa có 4 chữ á. Di tuệ thị nghiệp. 4 chữ đó thấy không? Mà trường Phật học cũng thường để 4 chữ đó ra. Nè, chỉ có trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của loài người. Di tuệ thị nghiệp mà, thấy không? Trí tuệ là quan trọng. Thí dụ như mình có trí tuệ mình sẽ quan sát tất cả sự việc trong nhân sinh này được. Mình sẽ nhìn nhận được mọi căn tính con người để mà mình phù hợp với họ. Còn nếu như mình thiếu trí tuệ là mình không có phù hợp được với họ đâu. Mà nếu thiếu pháp mà nếu không có trí tuệ thì sao mà nói phù hợp được? Sao mà người ta nghe? Nghĩa là mỗi một căn tính người ta ngồi nghe được là nó phải phù hợp. Đó, mỗi một căn tính nghe được là phải phù hợp. Thí dụ như cái thời cuộc bệnh hoạn này kia được, nó đến thì cái bài học tập của mình rõ ràng. Trong nhà Phật dùng phương pháp nào để hóa giải bệnh? Nếu như quý vị mà ăn chay trường được đó nghe, Ấn Tổ nghe nói câu nói này nè: muốn cho thế giới hòa bình từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Đào binh kiếp từ sát sanh mà ra, dịch bệnh từ sát sanh mà ra. Quý vị nhìn nó na ná lắm nha. Thí dụ trong cái cuộc đời quý vị có một con gà nó bị bệnh, quý vị đem con gà đó quý vị đi giết nó để đừng lây những con gà khác. Thì lạ thay một ngày nào quý vị sẽ nhìn thấy bản thân quý vị nó cũng không khác gì con gà. Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ đi, rồi quý vị sẽ thấy ra cái nhân cái quả mà trong nhà Phật dạy nó sâu sắc vô cùng. Tại vì con người ta có khi không chịu để ý quý vị. Vì sao người ta không chịu để ý? Vì người ta không muốn để ý. Vì người ta nói để ý tới những sự việc này thì ngưng lại cuộc chơi của người ta. Nên người ta không để ý những việc đó làm cái gì. Nếu để ý tới là bà đi học Phật thì ngưng lại cuộc chơi, ngưng lại ăn nhậu, ngưng lại sát sanh. Gà luộc ngon mà, gà quay ngon mà. Bây giờ nói tới chuyện ăn chay là ngưng lại cái chuyện ăn thịt chúng sanh ngon lành. Thì người ta không chịu, không muốn để ý tới điều đó làm cái gì. Hiểu không? Nhưng mà những đức mà là người ngày xưa thợ nấu mà những đức cũng ăn nhiều loài vặt ngon lắm chứ giỡn đâu. Nhưng mà từ khi ăn chay tới bây giờ quý vị biết những đức không thể nào mà thèm đồ ăn mặn được. Vì sao? Những đức thấy thích ăn chay vô cùng. À, này là nói 100% luôn. Chứ đâu phải là những đức là người ăn chay từ nhỏ đâu quý vị. Mà là những đức ăn chay từ lúc mà gặp Phật Pháp là năm đó chắc khoảng gần 29 tuổi. Là những đức đang nấu đồ ăn mặn, nhưng mà những đức nghe Phật Pháp những đức ăn chay trường luôn. Trong cái môi trường nấu đồ ăn mặn luôn. Mà những đức ăn chay luôn tới bây giờ là mười mấy năm giờ đó. Mà càng ăn chay thì những đức thấy công nhận là ăn chay đặc biệt thiệt. Tại vì nó nuôi dưỡng một cái tâm từ bi làm sao á. Cái này là 100% luôn. Khi ăn chay rồi mình mới biết rằng ăn chay là sạch. Quý vị biết rằng những đức là thợ nấu này, những đức biết á, thịt heo đồ bây giờ. Và thịt heo mà của năm xưa mà heo cỏ dưới quê mà thả ngoài đồng là nó khác hoàn toàn. Ngày xưa mình còn nhỏ nhỏ, mẹ mình mua thịt heo gì, cái thịt heo ngày xưa da rất là mỏng, mà thịt ba gọi đồ thịt nó rất là chắc nghe quý vị, rất là cứng. Nhưng mà sau này thịt heo á, là quý vị biết á, mua thịt heo gì, thịt heo ở trong nó có những cục máu nhỏ nhỏ nhỏ, mà nó thịt nó là nó mềm mà giống như thịt sình vậy đó quý vị. Phập phìu. Vì sao quý vị biết không? Tất cả những con heo đó là nó chích kích thích cho con heo này rất mau lớn. Thí dụ như con người nó có sức sinh trưởng tự nhiên của thời gian. Thí dụ như con người, người ta trong vòng 10 năm người ta sẽ được lớn bao nhiêu thì nó theo quy tắc của thời gian để theo sự sinh trưởng đó, theo tự nhiên. Còn cái này người ta có thể dùng một năm chờ để sức lớn của cái con heo này bằng với con heo nuôi một năm. Thì vì có thịt con heo sao? Thịt con heo này sao? Như con gà người ta nuôi 5 tháng, 6 tháng người ta mới ăn được. Còn bây giờ người ta nuôi 1 tháng người ta có thể ăn con gà này được. Thì quý vị nghĩ con gà này sẽ như thế nào?
Thì bây giờ rõ ràng Phật đã nói trong kinh là ăn đắng uống độc. Ăn đắng uống độc. Mà cái ăn đắng uống độc là sát sanh nó nghe. Ăn thịt chúng sanh là ăn đắng uống độc nó nghe. Không giỡn đâu. Nên bây giờ quý vị coi cái thời cuộc này với so sánh 50 năm về trước, thì quý vị biết rằng là 50 năm về trước ít có bệnh tình như bây giờ. Bây giờ rất là nhiều loại bệnh tình xuất hiện mà chúng ta không thể nào lý giải được bệnh tình. Nó lạ kỳ, nhiều loại bệnh rất kỳ cục. Đây là gì? Đây là cái tâm ác của con người bây giờ nó cao hơn 50 năm về trước. Cái tâm ác của người bây giờ cao hơn. Quý vị hãy thống kê tất cả những sự việc này đi, quý vị sẽ thấy ra liền. Cái thống kê lại bây giờ, cái thời cuộc này và 50 năm về trước, cái loài người bất hiếu với cha mẹ của 50 năm về trước và 50 năm bây giờ. Quý vị sẽ thấy 50 năm hiện tại bây giờ nghe, là loài người bất hiếu với cha mẹ nhiều hơn rất nhiều với 50 năm về trước. Đúng không? Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ly hôn bây giờ rất nhiều, 50 năm về trước ly hôn rất là ít. Phải không? Tệ nạn xã hội bây giờ rất nhiều và tệ nạn xã hội của 50 năm về trước rất ít. Như vậy thì loài người đi đến cái chỗ bệnh đau và khổ đau là ngay cái gì? Do lòng người, ngay lòng người ác tăng lên, nên loài người phải chịu sự khổ đau tăng lên. Đây là cái 100% luôn. Thí dụ thí dụ như quý vị đi về đây, quý vị đi về đây á, vì thấy á, tại sao một con người mình bình an được gì? Vì lòng người ở đây người ta an. À. Nên mình biết tìm cái nơi bình an để mà mình đến. Người có trí tuệ tìm chỗ bình an mình đến. Có khi mình đang giảng pháp đây, mình cười vô biết ở sao, ta tưởng đâu mình cười cái gì. Mà chuyện tôi làm tôi biết. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng cái chỗ này là thật sự nó bình an. Mà các điểm chùa mình là nó đang bình an đó. Nó bình an cái là ngay cái nhân sự, ngay cái nhân sự đầu não của mình là họ như thế nào. Họ rất là hiền. Nói tóm lại là họ hiền. Họ hiền nhiều mặt lắm. Thật sự họ hiền về tiền. Họ hiền về sắc. Họ hiền về danh. Ba loại hiền này của họ là quý vị có thể gọi là chọn chỗ quay về được rồi đó. Hiểu chưa? Nếu đi đến nơi nào mà ba loại này mà nó không hiền á, mà quý vị nhào vô á, là quý vị đang bay vào cái nơi đấu đá. Nên á, năm xưa khi mà Hòa Thượng Tịnh Không về đến một ngôi chùa, ngày thuyết pháp á, thì cái ngôi chùa đó đó là ngày xưa khi mà mới đi quyên góp thì xây á, thì á, nhiệt tình từ trên tới dưới nhiệt tình quyên góp về xây chùa. Nhưng mà khi xây xong ngôi chùa đó là người nào cũng đòi tôi làm chức này chức kia chức nọ, tôi phải làm chức cao. Thì nó đấu đá với nhau, nó chia phe, nó quýnh lộn để nó giành chùa. Thì Hòa Thượng Tịnh Không về thưa cùng với thầy Lý Bỉnh Nam rằng: con đến ngôi chùa đó con thuyết pháp, mà cái ngôi chùa đó bây giờ nó chia ba xẻ bảy, nó giành giật, nó quýnh lộn với nhau, phải làm sao? Thầy Lý Bỉnh Nam ngài nói rằng: cuốn gói đi về đây liền, không có thuyết pháp chứ gì nơi đó nữa chứ. Cái nơi như vậy mà đến làm cái gì? Giống như ngôi nhà nào mà đấu đá bị nhào vô làm chi? Dù nhà đó có giàu nhưng đừng có gả con cho nhà đó. Từ khi cái nghiệp con mình nó nhào vô thì nó gán chịu. Tại vì giàu nhưng mà nhà lại là không có tình người, chia ba xẻ bảy, quýnh lộn, giành giật của cải, đưa con mình vào là đưa cái họa vào đó, có chuyện xảy ra. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà cái nơi mà nó hòa thuận là nơi an bình để mình đến. Đó. Thì coi như chùa mình, quý vị về đây, quý vị thấy không? Họ nhiệt tình, họ lo lắng cho mình, thấy chưa?
từng từng chút họ nhiệt tình, họ lo lắng cho mình. Nó từ nơi đó mà mỗi một con người mình á, mình thấy rằng nơi này nó bình an, nên bây giờ lễ lọc á, mình đi vô đây mình ở mình tu. Tuy là ngồi nó nóng nực khi giờ ngủ, những đức nói buổi trưa mấy cô cố gắng đem cho mọi người cái gói, dù nằm đây cũng có cái gói tội nghiệp, chứ nằm có gói nhưng thấy cũng tội ghê á, cái tội nghiệp. Hôm qua buổi trưa những đứa đi xuống thấy nằm vậy đâu nghiêu ngao, họ thấy cũng tội nghiệp quý vị, nên lấy cho người ta ngừng cái gói. Những đức nói thật lòng mà nói, mình lo cho người ta, nhưng thật sự nói rõ ra là người ta cũng lo cho mình. Cuộc đời đi đến cái cõi này nó đâu có làm chuyện gì công không đâu, nó đều là có cái sự hỗ trợ nhau không à, đâu có công không đâu quý vị. Giờ mỗi ngày mình đây có cơm ăn áo bạn đầy đủ, lấy đâu là công không? Nó phải có cái gì mình mới có chứ, làm sao mà công không? Thì người ta về đây mình lo lắng cho người ta thì người ta cũng cúng dường tam bảo mà, thì nuôi lại mình ở đây. Đó là biết ơn nhau sống trong cái cuộc đời này. Đã là biết ơn nhau thì nên nhiệt tình đến với nhau, hết lòng hết dạ. Chứ phải lo làm sao cho bằng cái tâm mình thật sự, bằng cả trái tim. Hiểu chưa? Hiểu không? Nên hiểu không? Đến với nhau bằng cả trái tim. Phải sống vậy nó mới được. Chứ mình đừng có sống mà lơ lơ là mà gọi là lo với cái bên ngoài, lo mà có dụng ý, có nghĩ ngợn, không có hên, không có hay đâu, hiểu không? Chùa mình là nhiệt tình đó. Những đức đến quý vị là thấy rõ ràng nhiệt tình, hết lòng. Nhưng mà những đức cũng khuyên quý vị, gặp duyên cũng nên đến nhau nhiệt tình là hay. Tại vì cái cơ hội với cái cuộc đời này, chúng ta có những người gần hết cuộc đời chúng ta đã nhiệt tình mà lại nhiệt tình không đúng chỗ. Nhiều người mình lắm, nhiệt tình không đúng chỗ. Từ nơi đó bây giờ mình bẻ lái lại, mình kiếm cái nơi nào cho đúng chỗ để mình nhiệt tình trong khoảng đời còn lại đó. Để mà mình gây dựng cái nhân duyên đặc biệt để mình chọn chỗ đi về ngon lành. Chứ bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ cuộc đời mình cả đời mình á, mình cũng đã vì chồng, vì con, vì vợ, vì con dữ lắm à. Nhưng mà mình thấy cái chỗ này là về sau khi cuối đời á, cặn tử nghiệp đó, bây giờ nó thật sự mà nói, qua cái trận dịch bệnh là mình đã nhìn sâu sắc nhất. Cái trận dịch bệnh là nếu ai là người tu thì cái trận dịch bệnh là cái góc độ sâu nhất để nhìn về giữa tình người đến với con người. Vì hãy nhìn đi, hãy nhìn thật là sâu sắc đi. Dù cho là con đối với cha mẹ, cha mẹ với con, nó cũng có một cái cách ly khi đụng tới cái chuyện bệnh hoạn và chết chóc, đúng không? Đó. Mà mình đã bồi dưỡng vào chỗ đó rất là nhiều, mà cuối cùng cho ra nhiều như lấy lại được bao nhiêu, hiểu không? Nhìn sâu sắc đi, cho ra rất là nhiều gần hết cuộc đời mà lấy được bao nhiêu đâu. Nó nên từ nơi đó mà mình sâu sắc mình nhìn nhận, để rồi cái cuộc đời mình chọn một cái chỗ cho nó đặc biệt. Mà chọn chỗ nào đặc biệt nhất? Niệm Phật. Chọn chỗ niệm Phật là đặc biệt nhất. Cả đời mình phải niệm Phật, không có bỏ được có môn niệm Phật này. Những đức nói quý vị mà bỏ có môn niệm Phật này, quý vị mà bỏ con đường tu giải thoát, là những đức nói quý vị là mất tất cả ở trong cái cuộc đời này, không có được một cái gì, không được một cái gì cả. Dù có cố gắng, có bồi dưỡng, có tìm khắp nơi nơi cái này cái kia cái nọ để đem về, để vào cái bồ lúa đó, để vào cái tủ đó, vẫn là thật sự cuối cùng một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của mình. Nên mình phải tạo một cái gì đó mà cuộc đời này mình cầm theo được nè. Cái này là cái mà những đức nhận thức được nên những đức làm tới luôn á. Nó bắt đầu thứ bảy này khiếm thị nè, bảy khiếm thị. Thì bây giờ những đức đã tổ chức quý vị, những người trưởng đoàn đồ này kia đó,
thì chị em mà đi chung với nhau á, nên nỗ lực của ít lòng nhiều kết hợp lại nhau, rồi tự mấy cô cho tiền người khiếm thị, còn không có thì thôi, có gì đâu mà nặng nề. Còn riêng những đức là yên tâm, những đức đã làm là những đức đã có rồi. Nó như vậy cứ có thì cứ giúp cho họ, cũng tội nghiệp cho họ, còn không có thì thôi, không có sao. Đừng có đặt vấn đề nặng nề chứ. Chúng ta đến với nhau trong cái cuộc đời này, cái quan trọng nhất á, là chúng ta gặp nhau mà có nụ cười, có niềm vui, có sự an tâm thì đến với nhau cảm thấy thích. Còn đến với nhau mà toàn là làm nhau nặng nề, khó khăn không á, thì thôi đừng có gặp nhau nữa làm chi. Đúng không? Ví dụ bây giờ mình nghe đạo, mình biết tu rồi, giữa cái chuyện vợ chồng còn trẻ gặp nhau cái gì nữa, cứ là đụng lộn, cự lộn hoài tối ngày. Thì thí dụ như mình nói với cái người chồng, người vợ mình, bây giờ chúng ta ngồi lại nhau nói chuyện đi, nên ngồi lại nhau nói chuyện đi, bây giờ nói cho rõ ràng chút. Giữa vợ chồng mà có con, mà không có đứa con nào mà muốn cha mẹ cứ gầy gà hoài. Tôi thấy tôi với ông hay tôi với bà thấy kỳ quá, mình làm gì sao mình dạy con mình đấy. Thôi bây giờ chúng ta xây dựng lại đi, nếu thật sự ông còn thương tôi hoặc là bà còn thương tôi thì chúng ta xây dựng lại đi. Còn nếu như mà ông với bà mà không thương nhau nữa thì thôi chúng ta tính sổ luôn đi. Thật sự mà nói chứ, làm nhau khổ đau hoài làm cái gì. Gặp mặt nhau là cứ khổ, gặp mặt nhau là cứ chửi nhau để rồi gặp nhau, rồi gặp nhau rồi chửi nhau, quýnh nhau, quýnh nhau rồi cái hôn nhau, hôn nhau rồi cái chửi nhau. Có không? Có mà. Sao không có những cái cặp vợ chồng kỳ cục như vậy đó. Giống như có cái bà này, bà đi đến chùa bà tu, bà 70 mấy tuổi, bà đi đến chùa bà tu, bà nói rằng là bà mà mới có chồng thôi là cái đêm mà động phòng là chồng quýnh trước. Gặp ngay thằng chồng nó không có hiểu văn tự, nghe cái câu nói á, dạy con dạy lúc còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về, thì tự nhiên vừa cái bữa động phòng quýnh người ta, rồi từ đó về sau quýnh lại gai hoài, cứ quýnh hoài. Mà bà này bà nói là bà sống với chồng, bà chồng bà quýnh bà dã man lắm. Những đứa nói vậy thì chồng bà đánh bà nhiều vậy chắc bà không có khổ gì đẻ đâu, tại vì nó quýnh là nó không có thương nên đâu có thương đâu mà đẻ. Bà nói trời ơi, nó quýnh xong nó thương thầy ơi, thầy chồng này nó ác đạn, nó quýnh xong rồi nó thương nên đẻ 7 đứa. Thấy chưa, vừa bị quýnh mà vừa còn phải đẻ cho nó nữa. À, vậy đó mà khi bà 70 tuổi bà đi vô chùa bà tu nghe quý vị, ổng vô ổng nói là đi về không cho vô để ở tu. Nói với bà một câu vậy nè, bà nghe Phật pháp bà hiểu cái câu này không, ghê không? Chắc ổng ở nhà cũng nghe Phật pháp đó, nhưng mà họ lại là dùng cái Phật pháp họ trở ngược lại quý vị. Ổng nói một câu vậy nè, nợ bà thiếu tôi chưa xong. Ghê không? 70 tuổi mà bà nói những đức nghe, lâu lâu ổng vẫn đòi hỏi hoài, nên ổng nói một câu là bà thiếu nợ tôi chưa xong. Những đức nói thôi gì bà trả đi, chừng nào xong mà vô. Ghê không? Ổng nói là thiếu nợ chưa xong. Những đức nói bây giờ về trả nhưng phải niệm Phật, biết đâu trả giữa chừng định vô mà nó chết rồi thì lúc đó mình giảng sanh. Còn nếu như bà đợi trả xong có chừng bà chết mà bà không giảng sanh bà đỏ, chứ bây giờ đâu trời ơi, nó đòi ghê thiệt, mới thấy không? Bây giờ tất cả người mình ngồi trong đây quý vị thấy không, ở đây thế gian này nó trả nhiều món nợ lắm, nhiều cái món nợ. Thật sự quý vị đừng có nói là muốn trả hay không muốn trả gì, nó đã là thiếu là phải trả, đã là thiếu thì phải trả đó, có giỡn đâu. Nó giống như có một cái cô này với chồng, hai người đi đến chùa, hai người mà chia tay với nhau, hồi cấp trước chia tay với nhau xong rồi bắt đầu là hai vợ chồng cũng thường đi chùa hoài gặp nhau. Mới đây hai chồng dẫn đi gặp những đức, nói là con xin phép thầy bây giờ hai chồng con sống lại. Kinh khủng không? Mà là chia tay rồi, rồi chia nhà cửa xong rồi,
Rồi những đứa hỏi là sao mà tự nhiên bây giờ mà ghép lại đồ đặc biệt quá ha. Xong rồi bà nói thật sự với thầy, con cũng không nghĩ tới chuyện này, mà ổng cứ tới tới lui lui nhà hoài. Có bữa nọ ổng đi đến ngay cái bữa mà nó chờ mưa mưa gió bão bùn, rồi ông kêu cửa, con kêu ông thôi về đi, tôi ông mà chia tay rồi mà kêu cửa làm gì, cái đứng ngoài mưa mà con thấy mưa gió mình phải ướt nhẹ, thấy chịu không nổi, tội nghiệp quá thầy, thì kêu hoài con thấy gì con mở cửa đi, thì con mở cửa ra cũng vì cái đêm mưa gió đó. Ngồi lại nói chuyện với nhau luôn. Rồi cuối cùng bây giờ ghép luôn thầy ơi. Những đức nói thì thiếu nợ thì trả đi, thăng quan làm gì. Sao cũng tốt chuyện đó, hiểu không? Thầy thấy chưa? Có những cái món nợ mà đúng là mình đã trả rồi đó. Nhưng mà cái sâu thẳm bên trong, nó còn cái nợ mà chưa xong, nó lại quay lại với mình. Hay không? Nên con người mình á, thì mình nói vậy để phủ phàng về định luật nhân quả thôi, chứ thật sự mà nói là do bản thân mình chưa quyết định thôi quý vị. Mình là phàm phu mà, có những cái nó không quyết định được. Nó bây giờ gặp người ta mưa gió mà ước mình mấy kiểu đó, mình chịu không nổi quý vị. Mình là người nữ mà, chắc nó cũng gài kèo thì sao, nó biết biết mình, biết mình sao đó. Mà lỡ ngay mùa mưa chứ, ai mà ngu gì chờ mưa mà đi ngoài mưa gì cho nước. Nhưng nó biết là cái kèo này là phải ước mình mấy tấu tai đồ đạc phải ước hết, thì lúc đó khóc la đồ quỳ lại giáng sinh rồi. Lúc đó nghe, lúc đó tự nhiên mà mình chờ mưa gió thì mình người phụ nữ nó cũng thấy cô đơn, có khi nó cũng cô đơn tự nhiên thấy mà tội nghiệp quá. Mở cửa ra, mở cửa ra thì lúc đó lấy bộ đồ cho mặc chứ không lẽ giờ sao vậy. Mình phải ước nhẹp thì kiếm bộ đồ nào cho bạn đại. Vợ chồng hồi xưa mà chắc cũng còn vài cái quần cái áo. Hiểu không? Nó thí dụ như mình mà thương ai đi, cái của gì mà người ta tặng cho mình, người ta cho mình thì mình ưa giữ lại lắm. Dù là xa xa chứ lâu lâu mình cũng lấy rồi mình nhìn. Nhìn đồ coi chơi vậy đó. Rồi nhớ lại những kỷ niệm xưa đồ. Nhớ hồi xưa đồ ha. Có khi mà người ta có cấp còn trẻ mà người ta đi học, người ta yêu nhau á. Mà người ta làm một cánh én tặng để mà liên liên bay bay đó, vậy mà người ta ghép vào một cái trang vở người ta giữ đó, đó. Sau này có chồng rồi lâu lâu vẫn lấy cánh én đó ra nhìn, kinh khủng chưa. Có những người nó kinh như vậy đó quý vị ơi. Mà những đứa quý vị đã có chồng rồi thì thôi, hãy đem cánh én đó thả theo chiều gió đi. Hiểu không? Để chi chợ, để chi mất công, nó còn lưu liếng chi. Hiểu không? Nên con người cái gì dứt được thì dứt đi, còn cái gì mình đã tiến được thì mình cố gắng mình sống cho nó tốt. Chứ đừng có mà gọi là mình sống mà sống núi này trong núi nọ, nó ở nhà này mà nghỉ nhà kia. Đó, nên con người ta chưa biết tu thì cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, mà biết tu rồi thì đổ tội cho cái nghiệp. Nói không thông thì đưa cái nghiệp ra để đỡ đạn. Nghiệp thầy ơi, nghiệp cứ là nghiệp thầy ơi, thì cứ theo cái nghiệp đó mà sống, hiểu không? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta, cái gì nó phải xác thực chứ đừng có lèn an. Lèn an chi cho nó khổ. Một là tiến, còn hai lùi vậy thôi, hiểu không? Có những cái chúng ta lùi mà lại là tiến, có những cái chúng ta tiến mà lại là lùi. Chúng ta nên nhìn nhận cho nó sâu sắc. Nên giữa cái chuyện vợ chồng đến với nhau cũng vậy, mình phải làm sao mà khi sống thì phải hạnh phúc, sống thì phải rõ ràng. Còn nếu như sống gỡ cho qua ngày đoạn tháng thì sống những ngày tháng vô nghĩa, không có ý nghĩa gì hết trơn á. Thí dụ như bây giờ mình lấy một người chồng mà nó tệ hại, mình nói thẳng với chồng mình, bây giờ anh phải xem lại, anh phải sửa đó. Anh mà không sửa là tôi bỏ anh đó, tôi nói thật lòng á. Tại vì anh không sửa đổi, một người đàn ông như anh tôi không chấp nhận được. Anh phải đàng hoàng, anh phải nghiêm túc. Dù cỡ nào tôi không đòi hỏi quá cao, nhưng anh cũng phải có một tư tưởng một người đàn ông, làm ăn được một cái gì đó chứ.
Chứ nếu mà anh cứ ăn nhậu mà xài tiền vợ anh không, thật sự với anh, nếu anh đặt vai trò anh vào tôi đi, anh có xem thường hay không? Đó, nên anh nên xem lại. Nếu anh sửa được thì tiếp tục, hiểu không? Cho nó rõ ràng còn hơn là sống gỡ, sống cho qua ngày đoạn tháng. Nó vậy thì thôi miễn đi, hiểu không quý vị? Đó, nên những đức nói rằng mình là người nghe đạo, cuộc đời con người nó cứ đi qua, cứ đi qua rồi mình sẽ đi đến tuổi già. Mỗi một cái vô thường trong cái cõi này, từ cái cây, từ ngọn cỏ, từ cái nhà, từ con người, cái gì nó cũng là vô thường hết chứ. Vì thấy không, một cái cây non từ từ thành cây già, một chiếc lá non từ từ lá rụng, một cái bông hoa đẹp từ từ hóa tàn, một con người từng là từng đẹp, xinh đẹp vô cùng mà từ từ cũng già. Quý vị coi dưới tuổi chúng ta bốn mấy tuổi, nhiều người chúng ta mặt đã sạm da rồi còn gì nữa, rồi có nét nhăn trên da mặt rồi còn gì, thấy chưa? Những ngày tháng đó đó quý vị thấy không, con người mình nó đang tiến tới tuổi già, và nó đang có những triệu chứng của tuổi già. Quý vị nằm vào tuổi bốn mấy, vị sẽ thấy triệu chứng của tuổi già, hiểu chưa? Nó thì mình thúc đẩy mình là phải sống làm sao, phải làm sao để cuộc đời còn lại này nó ý nghĩa. Dù như tuổi bốn mươi mấy như những đức là nó cũng hơn nửa đời người. Chúng ta phải nỗ lực để làm những việc gì mà bản thân chúng ta đang muốn làm, đang muốn làm. Nên năm xưa Khổng Lão Phu Tử ngày đi tìm một người mà có tài năng, quý vị, đi tìm một người mà có góc độ sâu để ngài phò, mà ngài đi quá trời nhiều nước mà không tìm ra được. Tuy ngài là một bậc tài nhưng toàn gặp kẻ tiểu nhân không, toàn là sợ ngài lấy đất nước người ta luôn, không không dùng ngài. Cuối cùng bắt đắc chí quá về dạy học, dạy học mấy năm ngài mất đi, vậy mà trở thành bậc thánh của thế gian. Thấy. Nó từ nơi đó mà mình khó tìm ra một người có chí hướng mạnh lắm. Chúng ta muốn làm việc thiện mà không có đầu kéo cho chuẩn, vậy chúng ta bỏ vào cái chỗ nó không phù hợp cũng uổng công vô ích. Nên những đức nói rằng những đức phải nói gì với bản thân mình là mình hiểu. Tại vì những đức đã biết được cái chuyện từ nuôi người già. Những đức nói không có một cái môn nào sâu sắc bằng là quý vị nuôi người già chứ. Người già là sâu sắc nhất và nhìn vô thường sâu nhất. Quý vị mà gần gũi người già thì quý vị sẽ biết được cái cuộc đời quý vị sẽ như thế nào liền à. Rồi quý vị sẽ làm những việc mà quý vị đang còn khỏe liền. Tại vì sao? Không có ai ngu dại gì đi chờ đợi tuổi già đến với mình để mình làm không được hết chứ nha. Nên tại sao những đức nỗ lực, những đức làm? Vì những đức biết tuổi già sẽ đến với mình, bản thân mình lúc đó có tâm mà không đủ lực, nên bây giờ mình cố gắng. Mình nhìn thấy cái cuộc đời càng phát triển này, người già lại càng ngày càng khổ nhiều. Mỗi lần những đức đi đến đèn đỏ, những đức gặp những người già cầm cái cọc giấy số đi bán, đứng ngay chỗ lề đường, mình thấy tội nghiệp vô cùng. Mình nói rằng bây giờ nếu mà nhiều nơi nuôi người già thì những người già này sẽ có cơ hội để được nương tựa ngôi Tam Bảo. Nên cái tâm những đức là muốn cho mọc thêm nhiều đạo tràng nuôi người già. Và những đức lập lên một mô hình, một tư tưởng sẵn hết cho mấy anh em trong chùa. Cái đợt xuất gia sau này nè, là ý niệm những đức đó là muốn trồng lên một tư tưởng cho chính mình phải làm việc này trong cái cuộc đời còn lại này đó quý vị. Chứ những đức đâu có bao giờ có quan niệm mấy chú mình xuất gia nữa đâu. Là những đức kêu mấy chú này không xuất gia đó, mấy ông mới xuất gia đó quý vị. Nên từ nơi đó khi mấy ông xuất gia rồi, mấy ông làm người tăng ở trong ngôi Tam Bảo, danh chính môn thuận rõ ràng. Vì từ nơi đó ông có thể những đức đưa ông vô vị trí để nuôi người già, sắp xếp sẵn hết rồi, tạo ra một cái cơ ngơ rõ ràng, rồi mấy ông làm đi. Như những quan quý vị thấy không? Đó. Nếu con người này mà cứ giữ mãi như vậy thì con người này sau này giỏi lắm. Chắc chắn con người này là người có đức, giỏi. Thì quý vị biết nhiều anh em vẫn có người mà đâu phải không có đâu, hiểu không? Chỉ cần chân thật mình nhiệt tình thì sẽ có người đến với mình thôi. Như những quan là những đức thấy là một con người chịu khó, chịu khổ và chịu cực. Bao nhiêu lần những đức nói những quan nè, những quan cố gắng đi rồi mai mốt tập thuyết pháp đồ này kia. Những quan đều nói một câu như vậy nè quý vị: thầy thuyết pháp đủ quá. À.
Con chỉ cần làm đúng cái vai trò của con, đó là nuôi các cụ già cùng với thầy là quá đủ. Rất là hay. Nếu như mà những quan cũng nói con cũng thích thuyết pháp, thì nhà Đức thấy mọi rồi xong. Tại vì không có người mà để mà mình điều chỉnh, điều hành cái việc nuôi người già. Biết rằng thuyết pháp là tốt chứ mày không tốt, nhưng mà phải có một con người phải làm cái vai trò thế mình, để mình làm vai trò này rồi mình đưa tư tưởng cho họ, họ mới thành công được. Nếu mà người kia cũng là giống mình là hai thì đâu có thành công được cái môn nào đâu quý vị, đúng không? Đó, thì những đức thấy những quan ổng theo tư tưởng của những đức nuôi người già, ổng nhiệt tình mà ổng nghiêm khắc. Ông thành công bên ngôi chùa mới mau như vậy là do vậy, ông đưa nguyên cái tư tưởng như Đức ra, ông áp dụng ở trong cái ngôi chùa đó luôn, nên chúng theo răm rắp, ta nghe lời ông. Thầy Nhân Đức nuôi chúng nên chúng người ta quý Nhân Đức, thì họ kính Nhân Đức thì chúng kính họ, nguyên lý nó là như vậy thôi. Nên Nhân Đức nói với các anh em trong chùa mình, mấy anh em đừng có thấy Phật tử người ta quý Nhân Đức, mà mấy anh em sanh cái tâm mà gọi là ganh tị. Mấy anh em có cái tâm đó, mấy anh em có sống được như Nhân Đức đâu. Đã là cái duyên của những đức từ khi đi tu giờ đã là có cái tâm này. Ít ai có cái tâm mạnh như những đức làm cái này lắm. Ngày xưa trên Đà Lạt chùa người ta mà những đức nuôi với bà già không à. Những đức là người sát nút nuôi với bà già, hoàn toàn nuôi chúng hết luôn. Rồi xuống tới dưới đây những đức cũng có cái tâm này, rồi gầy dựng lên cái cách tu này để hình thành phát triển bây giờ. Hòa thượng mình thì ngày xây chùa, nhưng toàn bộ là cái cách sắp xếp về tu là những đức hết mà. Và rủ người về là những đức mà quý vị. Thì bây giờ tất cả các anh em trong chùa đừng bao giờ có cái tâm mà nhìn nhiều Phật tử quý những đức. Những đức không có nặng nề cái vụ này đâu. Đừng có anh em nào nặng nề cái vụ này. Những đức chỉ là thuận theo chiều gió thôi. Hiểu chưa? Không lẽ người ta quý thích mình là mình đi nói ngang ngang, không có đúng. Nên thuận theo chiều gió để mà hướng dẫn người ta tu. Chứ cái việc mà ở cái cuộc đời này người ta thương mình và người ta ghét mình, nó kế bên à. Nên cái câu mà người xưa người ta nói hay vậy lắm, đừng sợ người ta không biết đến mình, chỉ sợ mình đủ đức hạnh để người ta biết đến mình không. Nên nhiều anh em mới bước ra ngoài là muốn người ta biết đến mình, làm sao có cơ hội đó để thành công? Không đâu. Những đức đã từng nói với họ, dù cái người đó những đức không chấp nhận, những đức cũng nói với họ luôn đó. Đây là một lời rất chân thật những đức nói với họ. Những đức nói làm sao? Đi đến chùa nào là im ở chùa đó mà tu, nỗ lực kiên trì 2-3 năm để gầy nền móng cho thật là chắc ở nơi đó. Một là tiền đừng đụng, hai là gì? Đừng cầu danh. Toàn bộ để hết cho người chủ trì ở nơi đó. Mình chỉ là một con người chân thật, nhiệt tình, biết nghe lời. 3 năm sau sẽ có kết quả cực kỳ lớn. 3 năm sau có hết danh tiền tài, có hết hoàn toàn, cái gì cũng có hết. Nhưng mà nhiều anh em thật sự không nghe lời, họ không biết nghe lời, mà con đường Nhân Đức đi là rõ ràng trước mặt họ luôn. Vì thấy tìm ra người như vậy khó lắm. Nhân Đức nói rất là thật lòng, Nhân Đức nói rằng là cứ kiên nhẫn ở nơi đó, cả là cái việc phóng sanh cũng đừng nên làm luôn, đừng có đi ra ngoài, cứ ở đi sẽ phóng nhiều hơn nữa. Phóng nhất thời không bằng phóng cả đời đâu. Con người nhìn xa trông rộng, phải làm việc lớn, phải nhìn được. Những đức là người mà đi đến đây mà gặp hòa thượng mình, những đức là người không có góc độ sao sống với hòa thượng. Không có góc độ sao sống với hòa thượng. Tuy là nhà đức nói chuyện vui vui chứ quý Phật tử cứ yên tâm, con đường những đức đi sâu sắc lắm á. Thì biết nhà đức gần chục năm mà chứ đâu phải là mới đây đâu. Con người là bô lô bô la, vui vẻ cùng với nhân sinh. Con người đó gọi là giả điên giả khùng với tất cả những người khó đoán được, hiểu không? Không có cái vai trò gì cứng cỏi hoặc là cố định hết chứ, người ta không đoán được mình sao. Nó nhớ là năm xưa mà mới đi đến đây, nhưng đức chỉ cần thiếu góc độ một phát luôn, không bây giờ không biết nhưng đức ngồi ở đâu, ngồi ngoài đời chứ ngồi ở đâu. Chỉ cần một tình thương của những đức mà thiếu trí tuệ thôi, những đức bây giờ không có cửa ngồi đây đâu. Chứ vị biết đó, ngày xưa những đức ngồi suy nghĩ, một bên là tình cảm 5 năm thầy trò, một bên là xuất gia xong rồi tới bây giờ mới gặp lại. Bây giờ mày chọn chỗ nào đây?
chọn sao đây? Không thể nào mà một lúc mày phò hai ông vua được, không thể nào làm được điều này. Mày rất là khổ, mà người ta cũng không trọng dụng mày nữa, mày phải làm sao đấy? Phân tách rất là kỹ, rất là kỹ phân tách ra. Tuy mình là toán là dở nhất, nhưng cũng cố gắng cộng trừ nhân chia để có cái đáp số chuẩn. Nhưng Đức phân tách kỹ là người ta đưa mình đi rồi, người ta đã đưa mình đi, bây giờ mình có trở lại thì cái phần trăm của mình như ngày xưa nó đã tổn thất 60% rồi, quay lại không có ý nghĩa. Ngày xưa những Đức, người ta đưa những Đức đi, người ta kêu những Đức về lại mà. Những Đức nói rằng nếu bây giờ mày quay lại thì mày mất 60% của tư tưởng ngày xưa, người ta không trọng dụng mày nữa, và tất cả chúng sẽ nhìn mày bằng cặp mắt gì? Trong cuộc đời con người, một là thành công, hai là thất bại, phải liều một chiến thôi. Không có gì hết quý vị, trong tay không có gì hết, phải gánh gần 200 người. Người ta nói rằng nếu bây giờ mà buông tay tôi ra thì hoàn toàn lãnh đủ, không hỗ trợ một chút gì hết, sống sao đây? Còn bên hòa thượng mình quá lớn tuổi, bây giờ hòa thượng lo xây chùa, ngài không thể nào ngài gánh vác thêm cái chuyện nuôi chút, hoàn toàn ông phải làm việc này. Hùng Tam Bảo thì hòa thượng nói rằng là ông phải đưa cho tôi để xây dựng hết, còn ông nuôi chúng cách nào đó là chuyện của ông. Bài học này nan giải vô cùng, không phải dễ sống chút nào. Người ngoài đời chỉ nhìn qua một cái hình thức bên ngoài đã đánh giá một con người bằng một cách vô lý vô cùng, sự việc bên trong khó ai hiểu được. Không phải dễ sống đâu quý vị, nói đi tu đơn giản lắm mà. Muốn làm được những việc trong cuộc đời này thì không đơn giản, dù cả ở trong ngôi Tam Bảo. Lúc đó những Đức quyết định buông mà không buông, phải buông một bên thôi, nhất định phải toàn tâm toàn ý một bên thôi. Bao nhiêu người người ta nói những Đức chứ quý vị, thời cuộc đó bao nhiêu người người ta nói những Đức chứ, thằng phản bội này kia, đủ chuyện phản bội, hiểu không? Nếu không có thằng phản bội năm đó làm sao có thằng này ngày hôm nay. Nên những Đức nói cho tất cả các anh em khi ra khỏi chùa nhớ nè, đừng có vì một chút tình cảm mù quáng mà cuộc đời nam nhi lại bỏ phế qua một bên. Đã bước ra khỏi chùa rồi thì phải tạo dựng một nơi nào đó cho chính bản thân mình. Điều này tôi chúc mừng các anh em. Tôi không cần mấy anh em quay lại thăm lơm gì tôi đâu, nhưng tôi mong mấy anh em dù ở đâu cũng phải làm nên một tư tưởng của một bậc nam nhi. Phải như vậy đó mà sống. Bây giờ không lẽ bây giờ, thí dụ như hôm qua nghe nói trên Đà Lạt là sinh nhật của thầy trên kia, nó sinh nhật mừng tuổi vậy đó. Không lẽ bây giờ tất cả các anh em đó người ta về trên đó, những Đức không về, những Đức có lỗi. Tôi 3-4 ngày tôi tổ chức khóa tu đây cho người tu, mục tiêu của ông thầy là hướng dẫn người ta tu. Tôi bây giờ tôi học thầy, tôi hướng dẫn nhiều người tu gì, không lẽ tôi không về chúc thọ thầy là tôi có tội à? Không có chuyện đó đâu. Con người chúng ta phải vượt qua dư luận, vượt qua những cái góc độ nhỏ nhen của mình, vượt qua những tình cảm nhỏ bé mà đi đến cái tình cảm lớn của nhân sinh. Thật sự giống như Thái tử Tất Đạt Đa, nếu ngài không buông bỏ cái cung hoàng vàng điện ngọc của ngài, vợ đẹp con xinh, một số tình cảm nhỏ, làm gì Thái tử Tất Đạt Đa gần 3.000 năm nay mà vẫn có người ca tụng, đúng quý vị? Nếu như những Đức gì một cái nhỏ xíu kia thì làm gì có 4 đầu tràng ngày hôm nay chúng bị nương nhờ. Con người sống phải có góc độ cho nó sâu. Gặp được một người có tư tưởng, điều này cực kỳ khó gặp. Những Đức nói thật, những Đức là một là những cái tiêu đề tư tưởng của những Đức là gì? Một là gì? Từ khi còn nhỏ mắc mẹ sớm, đó là lợi thế của một con người có góc độ sâu và mạnh dạn. Là gì? Mắc mẹ sớm, tự lực cánh sinh sớm là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quá khổ trong gia đình. Điều thứ ba là khi đi làm cực kỳ khổ đau. Điều thứ tư là những Đức rất là hư hỏng. Đây là những điều khi mà những Đức quay đầu thì trở thành con người gì? Người mạnh thật sự. Người mạnh thật sự. Vì đồng tiền mà những Đức ngày xưa có được là để cái gì biết không? Phải đi chơi, phải ăn chơi. Mà những Đức là người gì? Phải chơi cho sạch tiền. Khi quay lại chùa ngôi Tam Bảo thì lại trở lại một người gì?
phải xài cho hết tiền. Thấy không? Iran tính của ngày xưa luôn. Ngày xưa cũng là xài cho hết tiền, đi tu cũng phải xài cho hết tiền, mà xài cho người ta. Đó là cái thế mạnh của những đức đó quý vị. Cái thế mạnh là ngay chỗ này. Nên từ nơi đó mà mình gặp được một con người như vậy, mình họ có tư tưởng như vậy, để mình làm việc thiện việc tốt là những đức thấy. Nhưng mình ở đây là thiên thời địa lợi nhân hòa. Những đức nó thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa để làm việc thiện việc tốt. Mình mong làm sao mà nhiều người già khắp nơi nơi người ta có một chỗ nương tựa đặc biệt. Bây giờ quý vị coi, bây giờ chùa chiền rất là nhiều, nhưng mà để cái ngôi chùa mà nuôi người già là không có đó. Rất là ít đó quý vị. Mà dù có nuôi đi chăng nữa là nuôi bằng một cái hình thức gì đó, nó không phải là như một cái gia đình quý vị nhìn thấy như vậy đâu. Cái này là thật sự mình muốn nuôi một con người như cha như mẹ của mình. Mình thật sự mình nuôi đó. Như hồi sáng mà những đức chạy vòng vòng, những đức chạy qua bên khu yếu, những đức thăm các cụ già. Ngày nào những đức cũng đến thăm mấy bà già khu yếu chứ. Ngày nào những đức cũng lại chơi chung với mấy bà cụ khu yếu chứ. Vì sao? Vì mình đã nuôi các cụ mà. Đó. Rồi mai mốt rồi già. Vô đây ai mà không già, đúng không? Nó nên nó gầy dựng đi rồi mai mốt già vô đây. Hiểu không? Mình á, bây giờ chưa có già, mình ngồi lại với nhau nó còn răng. Phiền phức lắm. Hiểu chưa? Già đi, rụng răng đi rồi tính sổ. Hiểu không? Bây giờ còn răng không có gặp nhau nhiều chi cho nó mệt. Ngồi xa xa gì thì bình thường, chứ mà gọi là còn răng mà gặp nhau hoài mệt lắm. Hiểu không? Nên từ nơi đó mình kết cái duyên này cho nó vậy. Sau này già rồi á, được ngồi bên nhau tuổi già hữu hỷ. Hiểu không? Cái đó là ôn lại tình xưa hay lắm đó nghe. Nó giỡn đâu, tình xưa là tình gì? Nghe pháp nè. Kể lại được ha. Kể lại. Hồi đó tôi ngồi ở trên giảng pháp, mấy cô ngồi dưới cười quá trời luôn ha. Mơ đây mà ai cũng già cả. Mặt mày nhăn nheo hết đúng không? Nó nhìn cái vô thường mới kể lại. Vô thường đúng là không ta thứ cho mơ quá. Mơ đó mà đã mấy chục năm chờ rồi. Bây giờ thầy cũng đã nằm 80 mấy tuổi rồi. Thấy không? Tại vì mình kêu bằng chị quen rồi đó. Mình kêu là chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Mà tôi năm nay cũng 80 rồi đó thầy. Thấy không? Từng tuổi này còn cái gì núm níu nữa không? Nó còn cái gì nữa đâu thầy? Bây giờ chỉ chờ Phật đến rước thôi chứ còn cái gì nữa. Thấy không? Ngồi lại bên nhau đồ vui vô cùng. Còn bây giờ còn trẻ mình làm được gì mình làm. Nó mình cứ tạo dựng hết mình đi. Rồi sau này cuộc đời sau này như thế nào là sau này tính. Chúng ta hơi sức nào mà nặng nề. Những việc thiện, những việc tốt làm thì cứ làm đi. Đó quý vị thấy không? Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chúng ta nè. Ngày nào cũng hạnh phúc hết, nhưng ngày hôm qua đã qua rồi. Hôm qua cũng hạnh phúc đâu có thua hôm nay, đúng không? Nhưng hôm nay chúng ta còn ngồi đây thì hôm nay là hạnh phúc hơn hôm qua. Phải nhớ ngày mai hạnh phúc còn hơn hôm nay. Tại vì sao? Vì ngày mai chúng ta vẫn còn sống thì đó là hạnh phúc hơn hôm nay. Đó. Cái niềm vui của con người đến với con người nó là dư âm quý vị à. Con người ta thường sống trong dư âm. Nó sống trong những cái ảo ảnh trần gian mà người ta thành khổ đau. Thí dụ như nhớ hôm nào thương yêu bao nhiêu lời hứa hẹn, nhưng mà khi mà trở mặt quay lưng lại bị dư âm làm mình đau khổ, đúng không? Dư âm làm mình đau khổ phải chưa? Tại sao người chồng quýnh mình một cái mà mình khóc hoài cả đêm, 2-3 đêm, và đau khổ giận hờn thiệt là nặng nề? Vì sao? Vì dư âm thương yêu.
Họ đặt câu hỏi từ tâm là những cái dư âm, những cái tình cảm, những sự hứa hẹn được có anh dành cho tôi, mà tại sao bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã dành hết cả trái tim tôi cho anh. Bây giờ tại sao lại anh đối xử với tôi như vậy? Nên tôi cảm thấy là tôi hận anh. Tôi không muốn nhìn mặt anh, tôi hận anh. Mà cái hận đó và cái thương đó nó lẫn lộn bên trong, nó làm mình tức tối. Tại sao hận rồi mà tại sao lại nhớ? Nhớ rồi lại hận, tức quá. Đó là gì? Mình không biết cái gì là cái gì rõ ràng. Nên từ nơi đó mà nó bị thương hận lẫn lộn bên trong, làm mình đau khổ. Nhiều người bị cái bệnh này lắm, ghê lắm á, không dễn đâu. Nghe rồi nên tách ra, tách ra. Thương hận phải rõ ràng, đúng không? Có thương thì có hận, mà có hận thì có thương. Phải tách ra rõ ràng. Nó nó rất rõ ràng nha quý vị. Khi rõ ràng được như vậy thì quý vị sẽ dễ giải quyết vấn đề, đúng không? Phân tách rất rõ ràng, dễ hiểu. Thương là lúc đó vì ăn tình, có duyên nợ mà thương. Còn khi ghét hận là lúc đó là vì chuyển qua nghiệp quả mà đến lúc phải hận. Nên trong cái lục đạo luân hồi này, khi thương và khi giúp nhau là đang trả nợ thương và giúp nhau. Còn khi hận là đang trả nợ hận. Nên điều tốt, hoàn toàn tốt hết. Nhưng con người không nghe đạo thì hoàn toàn họ bị những cái dư âm thương yêu để làm cho họ khổ đau cuộc đời, chăn trở những sự việc mà tình thương và hận thù, để làm sao giải quyết đây? Mà họ tự làm họ phải rối trí, họ không mở cởi mở ra được. Nên chúng ta là người nghe đạo biết tu rồi, chúng ta biết thương là trả nợ thương, còn hận là trả nợ hận. Rõ ràng không? Rất là rõ ràng. Vậy thì chúng ta cởi mở được chứ có gì đâu. Chúng ta đúng rồi. Hiểu không? Cỡ mở càng sớm thì càng tốt. Cỡ đi. Hiểu chưa? Cỡ càng sớm thì càng tốt, cỡ chậm mất thời gian. Hiểu chưa? Phải chưa? Nên mỗi một con người tự xem lại lương tâm mình, mình cỡ chưa? Cỡ cái gì vậy? Mấy bà hỏi gặp Dương Đức, tôi hỏi thầy cỡ cái gì vậy thầy? Dương Đức nói bà cỡ cái gì tự bà biết. Bà nhắm bà cỡ cái gì được bà cỡ. Trời ơi, quý vị biết rằng là nó vui ngộ ghê. Hỏi cỡ cái gì thì cái gì bà thấy nó không phù hợp thì bà cỡ ra. Cái gì mà chướng ngại vật thì cỡ. Đó là phiền não sân si, cỡ ra. Hiểu chưa? Nó đúng rồi. Vui thế kia. Ông giáo pháp mà có người với lầm nền. Ở trên đây giảng ở dưới. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì đúng rồi mà nói. Trời ơi, đúng là không, mà mới không, cái này là mình cười thiệt rồi đó quý vị, cười dữ lắm rồi đó nghe. Nên quý vị thấy từ ngay như vậy mà quý vị thấy không, tự nhiên cái nóng nảy của mình nó đâu tan biến hết chừng. À, cái sức mồ hôi gì nó cũng khó chịu lắm nhưng mà nó không có nóng. Nó là nhờ vui quý vị, nó vui nó lạc đi cái kia. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng, như Đức nói câu này đúng rồi. Cái câu này nè. Cái câu gì? Vui á, nó trị bệnh buồn. Mà buồn, nó trị bệnh vui. Đúng không? Rõ ràng. Đó, đúng rồi. Đúng 100% luôn. Nên á, bây giờ ở đây mà ngày Chủ Nhật đồ lễ lộc mà mình thật sự mà nói, mà mình không về chắc mình nhà cũng buồn. Buồn. Tuy á, là ở nhà ngồi thì cũng cười đó.
Nhưng mà cái cười đó gọi là cười cô đơn. Đúng không? Cười cô đơn, cười có mình à. Còn cười ở đây là cười có bạn. Mà cười mà có bạn nó mới là đồng hành. À, còn cười mà cô đơn có khi người ta nói mình khùng. Hiểu à, không? Kẹt quá mà cười mình thôi. Chứ bây giờ nếu mà được người ta lỡ ta cười chung chẳng là hay. Cười mà nó đồng hành, nó cùng mà gọi là đem tất cả nụ cười nó hòa nhập làm một. Đây là đại cười. Đại cười, đúng rồi. Đúng 100% luôn. Hiểu không? Nên tất cả những người đàn ông của mình á, mình làm chồng người ta, mình nghĩ rằng thôi, mình là người đàn ông tâm lượng phải lớn một chút. Có những gì mình tha thứ được, mình tha thứ đi. Thật sự mà nói, có khi có nhiều người đàn ông mình tâm lượng nó nhỏ một cái là mình mắc luôn cả vợ. Tha thứ có vợ. Đúng không? Ví dụ như có cái ông này đến gặp như thế, ông hỏi, thầy ơi, vợ của con á, con để nó đi làm kiếm tiền, rồi nó ra ngoài nó cũng động tâm một người khác, rồi nó về nó xin lỗi con, nó nói thật lòng là nói như vậy, mà từ hôm nay nó không bao giờ vậy nữa. Con quyết định con không tha thứ cho vợ con. Bây giờ con cũng lưỡng lự lắm thầy. Giờ con hỏi thầy, thầy cho con một lời khuyên cuối cùng. Thì những Đức nói, bây giờ những Đức khuyên anh có thật sự nghe không? Nói dạ thầy, khuyên con nhất định nghe. Những Đức nói, bây giờ anh cứ nghĩ đi. Con người ai cũng có cái sai. Người phụ nữ mà đi ra ngoài hoài, anh để đi làm có tiền anh bỏ bê dưới giết rồi. Con dê hai cẳng nó cứ thả tới thả lui, nó kêu. Thấy không? Nó cứ qua lại nó kêu. Nó kêu giết thì cũng động tâm chứ. Thấy không? Mà cái đặc biệt của vợ anh là nó dám nói thật. Cái này là nó tốt đó. Nó nói thật rõ ràng. Bây giờ mà anh quyết định anh bỏ nó thì anh sẽ mắc vợ. Thấy không? Mắc vợ mà anh cưới vợ khác cũng chưa chắc được như con vợ này. Nên từ nơi đó anh tha thứ vẫn là hay nhất. Cái tâm bao dung đó nó vẫn là hay. Giống như có một lần, bây giờ mà người ta ưa điện thoại mà có hình, cái tự nhiên kết bạn với nhau trên mạng rồi này kia. Cái có một lần cô này cô đang tắm, cái bấm lên cái tự nhiên nó quay hết người cô này. Rồi xong bên kia nó thu hình lại hết hoàn toàn. Xong nó mới áp lực cô này, là nó bắt buộc cô này phải đồng ý chiều tới nó tất cả những gì nó muốn. Xong được một lần xong nó tiếp tục nó quay lại nữa. Nó lấy đoạn phim nó từ đó về sau, nó lúc nào nó cần nó cứ kêu cô này. Nó kêu suốt mấy năm như vậy mà kêu tiền bạc trong gia đình phải đem đưa cho nó nữa. Nó vừa ăn ở với cô này mà nó vừa kêu cô này phải đem tiền bạc đưa cho nó luôn. Thì đến một ngày rồi là tự nhiên cô này cũng chịu hết nổi à. Cô tức mình cũng phải nói cho chồng cô nghe luôn, sao thì sao đi. Nói cho chồng nghe thì bắt đầu là chồng nó mới ra tay cái xử lý cái thằng kia, hiểu không? Giải quyết xong thằng kia thì chồng nó quýnh nhỏ này quá trời quýnh luôn. Xong cái muốn chia tay nhỏ này luôn. Nói nhỏ này ngu, chia tay nhỏ này. Xong cái dẫn đến gặp Nhân Đức, bây giờ con phải làm sao? Nhân Đức nói cái này thật sự theo Nhân Đức thấy thì tha thứ được thì tha thứ thôi. Tại vì sao? Vì người phụ nữ nó yếu đuối quá. Mà anh thì cũng dở. Là anh đó đi làm kiếm tiền suốt mà anh có bao giờ ngó ngàng hỏi han cái chuyện gia đình, cái chuyện vợ con nấy nọ. Rồi người ta sợ bị tổn thương cái tình cảm gia đình nên người ta nghĩ rằng ấp lấp cho nó qua. Nhưng mà nó càng về sau thì nó càng xấu. Hiểu chưa? Nên mình nghe đạo mình hiểu nghe. Cái chuyện gì nó mới mầm móng một chút thôi, mình đem mình nói cho chồng nghe liền, để chồng mình nó xử lý. Hiểu không? À, mà mình cũng phải khôn khéo chỗ này nè. Mình phải xem thằng chồng mình hay người vợ mình tâm lượng nó làm sao. Hiểu không? Lỡ mình có phạm phải sai lầm gì đó mà mình bây giờ nghe đạo quyết tâm sửa, quỳ trước Phật con phải sửa. Im luôn. Im luôn. Mình nói ra nó sức mẻ tình cảm thì sao? Dù nó tha thứ nhưng mà nó bị một cái ấn tượng gì khi mà vợ chồng sống với nhau á. Nó nghĩ đến cái chuyện mình sống với thằng khác, hoặc là thằng này sống với nhỏ kia. Nó khơi dậy cái tình cảm, nó tức. Nó tức là nó đổ vỡ tình cảm. Nên mình thấy cái mồi không có nên nói gì. Thì thôi, mình quỳ trước Phật. Phật ơi, con phàm phu con lỡ sai. Nhưng con hứa với Phật từ hôm nay con không có gì nữa.
Nên là con không nói cho chồng con nghe luôn, không nói cho vợ con nghe luôn, phải nói ra coi chừng có chuyện luôn á. Hiểu chưa? Cái này mới là cái đặc sắc mà. Thôi nói tốt nhất đừng nói. Tốt nhất là sửa đi đừng có nói. Nói gì? Con người phàm phu mà ít ai có tâm lượng lớn lắm. Hiểu không quý vị? Mà nhất là lúc mà thương yêu là nó nhớ lại tức. Cái tình cảm là nó ghen tuông là do gì? Nó thương quá mà tức. Nó tức á. Tại sao mà mình thương chồng mình mà chồng mình mà nó đi đâu là mình tức? Là vì sao? Là vì mình thương quá mà nó cũng muốn chia tình cảm. Đã là phàm phu ai mà chịu chia tình cảm? Cái này là tính của phàm phu thôi. Quý vị nói tâm lượng lớn gì? Đã là phàm phu không ai mà để chia tình cảm gì. Vợ của mình mà nói như vậy mình làm sao chịu nổi? Chồng mình mà như vậy thì mình là bị tổn thương. Có khi mình tức tối lắm quý vị. Nó cái đó là phàm phu. Tốt nhất gói gọn liền ra biển cả. Gói gọn liền ra biển cả là khôn nhất luôn này, hiểu chưa? Rồi mình phải quyết định sửa nghe chưa? Nó mình phải dứt. Nó ví dụ như nội trong tất cả mấy bà ở đây đi. Mấy bà đi làm mà mấy bà lỡ có tình yêu mới á. Mấy bà nghe câu này là mấy bà là từ hôm nay mấy bà dứt liền cho tôi. Dứt. Nghe không? Thằng kia mà nói gì hăm dọa mà này kia nói ê. Đừng có kiểu này nghe. Nó cái gì qua rồi cho qua đi. Còn đừng có dòng do vậy, cái gì đã qua rồi qua đi, đáng mặt đàn ông một chút nghe. Mình phải mạnh dạn một phát là nói ít gì nó cũng rúng một cái. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mình phải mạnh dạn nghe chứ. Chứ mình là người phụ nữ mà nó cái gì mình lỡ dạy một lần là cái đà đó. Cái đà đó. Từ khi mình thương thì mình chịu. Mình thương, mình thấy người này đặc biệt mình thương thì cái đó mình chịu thôi. Không còn cái nếu là ví dụ như sống gỡ thì dứt. Sống gỡ thì dứt liền. Chồng mình vẫn là quan trọng nhất. Đúng không? Mình tạo chi cho cái bất an cho mình đi. Mình tạo chi cái bất an cho mình. Giống có một cái anh này cũng đẹp trai lắm. Ảnh có hai người bạn gái, công kia cũng có vợ rồi. Anh nói là ảnh ra đường đi chơi là không bao giờ dám mở khẩu trang ra mà bịt đầu cổ kín mít hết. Đeo mang tay đồ vô làm thấy ghê lắm, thay đổi hoàn toàn quá trang để đi. Nhị Đức hỏi anh có vui không? Không. Rồi xong Nhị Đức hỏi anh có còn thương vợ anh không? Anh nói là 100% thương vợ. Nhưng mà đi chơi đây là để chỉ vui thôi. Nhị Đức nói nếu anh còn thương vợ anh mà không dứt cái này anh mắc luôn vợ anh đó. Đổ vỡ tình cảm gia đình. Dứt đi. Nó đã biết rồi, được rồi, nghỉ. Nghỉ liền, dứt liền. Thì dứt được quý vị, dứt được là cảm ơn Nhị Đức quá trời luôn. Là cảm ơn Nhị Đức quá trời, dứt rồi ảnh an tâm. Từ đó sao ảnh đi ra ngoài không cần bịt khẩu trang gì đó, bình thường luôn. Không cần quá trang gì nữa chứ, thấy không, khỏe không? Thật sự mà nói đồng loại thôi, có gì đâu. Hiểu chưa? Thường là cái người mình không tu là mình nghĩ nó lạ. Nó lạ dưới cái mùi mà mình chưa biết thôi. Chứ mình đến gần rồi, mùi nào cũng là mùi đó thôi. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mình là người phụ nữ, chung thủy là việc quan trọng. Cái đó là phẩm chất của người phụ nữ, phải chung thủy. Thấy không? Người đàn ông nếu thí dụ như người ta còn bay bớm một chút, người ta còn có dễ tha thứ cho người đàn ông. Nhưng mà mình đã biết đạo rồi mình cũng không làm điều đó được. Chung thủy vẫn là hạnh phúc. Nên tất cả các cô đi đến đây, Nhật Đức hướng dẫn các cô thấy không? Rất rõ ràng đấy chứ. Bây giờ mình còn hướng đến giải thoát mà mình cũng có được những cái xã hội cuộc đời. Vậy thì mình cảm thấy cuộc đời cũng quá ưu ái cho mình rồi. Mình còn đòi hỏi thêm cái gì nữa? Chưa vừa sao mấy bà? Đúng không? Chưa vừa sao, nó đã đủ quá rồi. Mình còn đòi hỏi cái gì nữa? Ra ngoài đi làm là lo làm đàng hoàng, về nuôi chồng nuôi con đồ, lo gia đình đàng hoàng chứ. Ra ngoài mà còn lãng quạng kiểu này là bị quýnh á. Chứ không phải chuyện giỡn đâu, đó là sai nghe chưa? Nó quá sai. Sai lắm. À, người phụ nữ mà thiếu chung thị thì không được rồi. Đã lỡ sai rồi dứt liền. Đi đến chùa mà nghe Như Đức nói gì nguyên một cái vàng trong đây nè, mà có bà nào vậy là dứt liền. Quỳ trước Phật, Phật ơi con tưởng tới già là con cũng dám. Từ hôm nay con không dám nữa, heo. Dứt. Nó mấy bà nghe nghe chưa? Nó chứ đừng có nói mà cả đi tu cũng vậy nghe chưa? Cả đi tu cũng vậy, bạn đồng tu mà nam nam nữ nữ đi chung á nghe. Nhất là đi hộ niệm.
đi bằng đêm, đi chỗ này chỗ kia, đi du lịch Phật giáo nghe, đi chỗ này chỗ nọ đó, cẩn thận. Tại vì trong Phật pháp nó có cái vụ chia sẻ Phật pháp, nó nguy hiểm cái vụ chia sẻ Phật pháp này lắm. Quý vị thấy những đứa chia sẻ không? Một nhóm luôn. Có bao giờ chia sẻ riêng với cô nào không? Không có. Nó chia sẻ riêng á là nó sẽ bẻ lái, chứ pháp đâu mà chia hoài. Ban đầu thì nói pháp, nó nói một chút là nó nói nháp. Không phải giỡn đâu. Bởi vì cái chia sẻ Phật pháp á, nhất là nam nữ mà đi tu chung rồi đó, phải cái vụ này là phải rõ ràng nghe chưa, chứ đừng có nói mà vụ đem nước là này uống đi đó, nghe không, mời nước nè, cái kẹo phiền phức đó. Nó lâu ngày mỗi cái một chút nó bỏ vào, nó sanh tình cảm từ ngay cái chỗ đó mà ra. Rồi những đêm phia đồ hộ niệm đồ đó, rồi bắt đầu nó lỡ dở nửa đêm không có ngủ được, cái rồi hộ niệm xong cái bước ra ngoài cái nhìn trăng nhìn gió, lúc đó rồi bắt đầu ngâm thơ. Nói thấy không? Ghê không? Nhìn trăng sáng trước giường, dưới đất ngỡ là hương, ngẩng đầu nghe thương nhớ, cúi đầu nhớ cố hương. Ghê chưa? Ngâm thơ được quá trời luôn. Lúc đó nó lôi cái tâm hồn thi sĩ ra. Lúc đó bắt đầu vẽ tranh liền. Nó vẽ tranh tá lã âm binh, nghe không? Lúc đó kẹt lắm, lâu ngày nó thành ghiền đi hộ niệm. Tại vì sao? Hộ niệm nó mới có ngâm thơ. Cái này có chứ không phải không có đâu đó nghe quý vị. Phải cẩn thận cái vụ này, nên trưởng ban hộ niệm là phải sâu sắc cái chỗ này, phải rõ ràng cái chỗ này. Không có cái chuyện mà đi hộ niệm mà nam chở nữ, nữ chở nam, không có. Cái chuyện này rõ ràng, người ta có chồng, người ta có vợ, mà quy tắc cho người ta. Chứ lỡ người ta đi với ban hộ niệm mình mà vợ mà người ta tầm bậy, chồng mà tầm bậy, rồi lúc đó bể cái ban hộ niệm mình, mang tiếng mang ta, hiểu không? Cái này như Đức nhắc quan trọng lắm nè, mỗi người nghe nên nhận thức đó. Quý vị về đây, quý vị thấy quý vị nghe như Đức nói chuyện đơn giản mà có gặt hái không? Gặt hái nhiều trong cuộc đời mình chứ à. Quý vị thấy vui không? Thấy có mệt mỏi gì không? Thấy quan hỷ không?